Em chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em trưa ngày hôm nay nha. Vào liền săn sale với shop các chị ơi, rất là nhiều mẫu đồng ngày hôm nay sale lớn cho các chị mình luôn nha. Muốn em đang sale mẫu nào chỉ cần bình luận cho em phía dưới đây, màu sắc nè, đó, kiểu dáng nè, họa tiết, em lên làm sale cho các chị mình luôn nha. Rất là nhiều mẫu sale luôn nha. Các chị mình thích mẫu nào nè, à nếu như mình đặt hàng là phải có mã số nha các chị ơi. Tại vì mấy cái bài livestream trước á, các chị mình có đặt hàng, rất là nhiều chị khách đặt hàng luôn, nhưng mà không có đúng mã số. Với lại mình cứ bình luận lại cho chị em mặc trên người, cho chị các em giới thiệu á, thì như vậy là em không có lên đơn được đâu ha. Đó, có chị mình đặt đơn phải có mã số sản phẩm với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn ạ. Trời ơi, quá trời mẫu đẹp luôn ha. Trời ơi, cái mẫu đầu tiên này các chị ạ, ren nha. Mẫu này bữa giờ nhiều chị khách khen dữ lắm luôn rồi. Đây, hôm nay em có cho các chị mình cổ tim ha. Tay lỡ vai phồng nè, nền vải màu xanh đen và có phối mình những cái đóa hoa màu trắng trắng trải đều trên nền vải. Còn có phối thêm kim sa nha. Váy này em đang có cho cả nhà mình 4 size. 4 size luôn cả nhà ơi, M là XL và lại cả 2XL luôn. Trời ơi, sao mà đứng rồi. Cả nhà mình coi like của em rõ không ạ? Các chị mình coi kiểm tra dùm em xem là âm thanh hình ảnh có rõ ràng chất lượng không các chị ơi. Dạo này bên em nó hơi bị chập chờn. Rồi mẫu em đang mặc 1606 nha. Các chị mình đặt đơn lên mã cho em 1606 với số hợp cái chất ren. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Bình thường em về ren cho các chị mình ha là nguyên một màu luôn. Nguyên một màu trơn luôn. Nền cũng vậy mà hoa cũng vậy luôn, một màu thôi. Còn cái này em phối, nền vải sẽ là màu xanh đen và có phối cho cả nhà mình hoa màu trắng trắng. Còn có thêm kim sa lấp lánh như vậy nữa nè. Trời ơi dễ thương ghê chưa cả nhà ơi. Trên livestream là thấy đẹp một thôi, tại vì á cái kim sa mà em đứng hơi xa thì các chị mình sẽ không có thấy rõ. Cỡ bên ngoài là cả nhà nhìn thấy em đó là phải nói là xinh lung linh luôn. Và đầm ren á thì mình yên tâm là em sẽ may kỹ hai lớp nha, kèm luôn cả hai cái túi như thế này và có khóa kéo phía sau lưng cho mình. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm là 1606 với số điện thoại cho em. Rồi 1606 với số điện thoại, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chứ nào mà đặt hàng nhanh đảm bảo có đơn, đặt nhanh là có đơn ha. Còn mình đặt hàng chậm quá là nó hết hàng đó ạ. Cố gắng chút sớm nha, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ạ. Trời quá trời đầm đẹp mà rẻ luôn á. Rồi nhanh tay dùm em luôn nha. Trời ơi cái mẫu đầm này nè đủ size. Cao mấy 65 thì mình mặc ngà dài ngay nửa bắp chân như thế này nha. Đầu lai em lên cho mình cái mẫu đầm này đủ size. Rồi bây giờ em sẽ chuyển cho mình mẫu khác, nên cái mẫu lẻ size sale lớn đi nha. Rồi các chị mình thích mẫu này của em mình luận ngay cho em nè. Liền các chị ơi mình luận ngay liền. Mã số sản phẩm 1606 với số điện thoại. Em chào chị Nguyễn Thị Thu Hương. Em chào cả nhà mình mới vô nha. Thấy bài like của em vô chấm bài tương tác liền ạ. Thấy bài like của em là vô chấm bài tương tác mạnh mẽ lên cả cho thả tim đồ các chị ơi. Rồi. Đây còn mẫu em đang mặc nè. Mẫu em mặc mã số sản phẩm là 1606. Đặt đơn mẫu đầm này cứ việc comment ngay cho shop 1606 với số điện thoại cho em là được ha. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã đầm khác. Trời ơi em đang có cái đầm này nè các chị ạ. Đang sale luôn á, body đuôi cá, cả nhà có thích đuôi cá không? Em đang có cái đuôi cá này sale rẻ dữ lắm luôn á. Trời ơi đi chơi đi tiệc là khỏi bàn cãi luôn á. Rất là đẹp. Dạ em chào chị Quỳnh Nguyễn nha. Em đang mặc mã 1606 chị yêu ơi. Được có một màu thôi á. Mà nằm chỉ về được có một lần duy nhất à. Rồi qua luôn chứ không về đi về lại đâu nha. Thất thì ngay bây giờ mình chúc sớm em luôn nha. Mã số sản phẩm là 1606 với số điện thoại cho em là được ha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại cho tư vấn lên đơn thêm luôn. Ok tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm mã đầm khác nữa đây ạ. Rồi, lên luôn cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm body đuôi cá vải ren hoa nha. Cái này cũng là ren hoa luôn. Cái này cũng là ren hoa luôn, đen rất là mềm luôn á. Trời ơi, mua đầm ren bên nhà em một lần là cả nhà mình chỉ có nghiện thôi ạ. Rồi đây, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1543. 1543 cả nhà ơi, đẹp nha. Cổ tim tay lỡ nè, dáng body đuôi cá nè, trời đẹp ghê chưa. Vải ren á thì nó sẽ có cái độ co giãn ha. Vải ren sẽ có cái độ co giãn cho chị em mình như vậy nè. Vải mặt rất là mềm luôn. Dáng body đuôi cá ạ. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1543. Rồi ngay bây giờ mình đặt đơn cứ việc hợp ngay cho em phía dưới mã 1543 với số điện thoại cho em là được ha. Và nguyên của em đồng xinh như thế này, ngày hôm nay em đang sale giảm giá luôn nha mấy chú ơi. Đang sale giảm giá, chốt đơn liền mấy chú ơi. 129.000 đồng thôi. 129.000 đồng, trời ơi đẹp quá.
quá đẹp luôn, 129.000 đồng mẫu đầm này. Mã số sản phẩm là 1543, 1543. Mấy chị khách bên nhà em hôm nay đâu mất tiêu rồi, hôm nay thứ bảy mấy chị mình đâu mất tiêu rồi ạ. Chắc mấy chị mình ngủ trưa rồi quá phải không? Bình luận cho em thấy vui liền đây mấy chị ơi, chấm bài tương tác giùm em cái đi nè. Nè mấy chị khách đang theo dõi là của em trang sơ bộ chấm chấm bài tương tác giùm em cái đi cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã 1543 ha. Mã 1543 chị khách nào mình đặt đơn nhanh tay lên đơn sớm cho shop luôn. Nhanh tay lên đơn sớm cho em đang giảm giá luôn ạ. Chỉ còn có giá tiền là 129.000 đồng thôi. Chứ vì vậy rang nha. Cái cổ là cổ tim cho mình nè, dáng body đuôi cá nè, chân váy là có phần cái đuôi cá giận giận này dễ thương không ạ. Đuôi này thì em sẽ mang cho mình tà xéo như vậy ha, phần tay phần đuôi là một lớp, còn thân váy chỗ nào cần lót là em lót kỹ luôn, hai lớp cho chị em mình luôn ạ. Rồi thích mẫu đầm này bình luận ngay cho em nha, mã của em đó là 1543, đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã 1543 với số điện thoại cho em là được. Giá chỉ có là 129.000 đồng thôi, giá chỉ có 129.000 đồng thôi nha cả nhà. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết à. Trời vậy êm lắm luôn á. Mã của em nói là 1543. Là em cảm ơn chị Nhu Nguyễn nha. Cả nhà ơi đang theo dõi like của em. Vậy thì mình trang sư một chấm đây. Tương tác bài like đầu like giùm em đây các chị ơi. Em mới lại có mấy phút mà cả nhà trang sư một chấm tương tác với bài like nha. Dạ em cảm ơn chị Hồng Thấm ạ. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẹ khác nữa ha. Lên cái đầm nào đây. Chậm xíu ạ. Chậm xíu em lên mấy cái đầm em sale rẻ. Em lên cái đầm này sale 99.000 cho mình đi ha. Bữa em sale cái màu đỏ đỏ rồi. Giờ em lên cái màu cam cam em sale luôn 99.000 đầu like cho sơn tụ ha. Cái này em cũng sale rẻ này cả nhà, 129.000. Ren luôn á, đầm mới mà bán còn rẻ hơn đồ si nè cả nhà, nó quá rẻ luôn á, có 129.000 à. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã đầm khác nữa. Đây. Lên mã 1557. Tiếp tục đầm em mặc mã số sản phẩm là 1557 nha. Trời cái váy này đẹp quá nè. Đầm này cái sẽ là cổ tim ha. Cổ tim tay ngắn dán xòe nha cả nhà. Trên váy nhúng 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 như vậy nè, khóa cái phía sau nè. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1557. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1557 ạ. Đầm này cổ tim ha, tay ngắn nè, vai phồng phồng nè, dáng xòe xòe nè. Chứ mấy bảy này vậy von hàng nha. Em ấy nè em còn 13 chiếc nha cả nhà ơi, size M ha, eo dưới 70-71 dùm shop. Rồi 1557 hôm nay em giảm giá cho các chị mình luôn ha. Em giảm giá cho các chị mình luôn, chỉ còn cái giá tiền bao nhiêu ạ? 99.000 đồng cả nhà, chị em báo giá nha. 1557 chị em báo giá cả nhà nha, 99.000 dùm shop nha. 1557 99.000 dùm em mã này. Mã này 99.000 dùm em cả nhà ơi. Mã số 1557 nè. Đầm này cái sẽ là cổ tim ạ. Cổ tim nè, tay ngắn vai phồng nè. Trên váy nhúng nhúng dán xòe, che khéo vùng bụng tốt. Cao 1m65 đầm đẹp mặt dài ngang nửa bắp chân như thế này. Thích mặt xòe dài thì mình cứ để dài dài như vậy cho em ha. Còn chị khách nào mà mình không thích mặt dán dài thì mình có thể lên like cắt ngắn được. Tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm luôn. Mã của em nó là 1557 sale luôn, 99.000 đồng. Em cảm ơn chị Nguyễn Hằng, em cảm ơn cả nhà mình ạ. Các chị ơi, chị nào đang theo dõi like của em cho em một chấm đi. Đang theo dõi like của em mà cứ cho em một chấm đi cả nhà ơi. Chấm tương tác giùm em cái nha. Đó, chấm kể cho không có mất cái gì hết trơn á. Đặt hàng thì phải có mã số điện thoại nè. Chấm bài để em thử cái tương tác á các chị ạ. 1557 99.000 giùm em. Em với 71 nha chứ ơi, em còn 13 chiếc em sale nha. Thực ra sale có mẫu đầm này em cũng uổng lắm luôn á. Hồi bữa em sale mình là 149 179 đúng không? Hôm nay sale luôn 99.000 đồng thôi. 99.000 đồng cả nhà ơi, 99.000. Rồi. Nhanh tay giùm em nha, 99.000 von hàng. Đây cái họa tiết như vậy đây, dễ thương không? Để em coi cái màu kia còn hàng không? Để em coi cái... còn size M đúng nè chị. Cái đầm em đang mặc còn 13 cái nha, ít lắm nha. Còn cái đầm kia còn có 5 cái à. 99.000 nha cả nhà ơi. Rồi, thích cái nào là cái đó. 1556 là cái này nè. Cái màu nâu đỏ nè chị, 1556 là màu nâu đỏ ha. Còn cái em đang mặc trên người là màu nâu cam ha. Đó, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Mình thích cái nào mình chốt cái đó cho em nha. Mình đang có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn. Và đồng giá luôn bao nhiêu ạ? 99.000 đồng thôi. Đồng siêu rẻ, siêu đẹp cho các chị mình luôn ạ. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không cả nhà ơi? Em thay tiếp mẫu khác nha. Đó, 99 cành, trời ơi.
Đầm nè vừa rẻ vừa đẹp luôn. 1556 là màu nâu đỏ, còn 1557 là màu nâu cam cho em nha. Xòe xòe che bụng tốt cho mình luôn. Cao bé 65 đầm để mặc dài ngay nửa chân. Thích mặc dài, để dài. Không thích mặc dài thì sao, lên like cắt ngắn được. Tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm ha. Đầm siêu đẹp, giá siêu hời luôn. Giá này giá chốt like nha, không có áp dụng bên ngoài nha. Cả giờ đặt đơn nghe, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Mã số sáng gọi cho em là được nha cả nha. Nhanh tay thì còn hàng còn size, còn mình chậm tay quá là nó hết hàng uổng lắm luôn cả nhà nha. Rồi chọn mua mẫu nào à? Trời, nè chọn mua mẫu nào 100 nè chị Y Xuân. Mẫu 100 ngàn hả chị? Bao la, mẫu 100 ngàn bao la với lại xíu em lên cho mình vài mẫu đặc biệt em sale 100 ngàn ha. Bao la chị yêu ơi, vô đây với em. Bao la. Rồi. Đầu đầu live stream bonus cho cả nhà mình hai mẫu luôn. Hai màu này, đây là hai màu hot nha, nhìn thấy cái màu là thấy hot rồi. Tại vì bên nhà em đa số là em chỉ về cho cả nhà màu xanh, màu đen với lại màu nâu. Đó là nhiều, đó màu nâu á các chị ạ. Không không, màu nâu cũng hiếm nữa, màu nâu thì lâu lâu. Đó, màu xanh, màu đen là đa số luôn, màu đen là nhiều nhất luôn á. Còn hai màu này nè, màu lạ này các chị ạ. Giá bao nhiêu ạ? 99. Đó, 99.000 đồng. Để mình chốt sớm nha, 99.000 thôi. Rồi em có cái đầm này, em có cái đầm này size M cả nhà ơi. Ren, chỗ ren này bao đẹp luôn. Chị nào size M chốt đơn liền, chốt đơn liền cho cái này cả nhà ơi. 99.000 ha. Cái đầm này trước lại vậy, ren họa tiết như vậy nè. Trời ơi, cái họa tiết nó đẹp. Một cái à, còn có một cái à. Em 72 dùng em ha. Em 72 mang vừa đó, em 72 73 cũng được thôi, em 72 đi. Em 72 mang vừa cho shop nha. Mã của em đó là 1558 giùm em nha. Còn có một cái à, cả nhà chốt liền giùm em ha. Một cái thôi, em không mặc lên nha. Đó. Rồi, em không mặc lên nha cả nhà ơi. Có gì các bạn gửi hình cho mình ha. Các bạn sẽ gửi hình ảnh cho cả nhà yên tâm. Đó, hình chụp mẫu thật luôn cả nhà cứ yên tâm ha. Rồi, cái nào 1558 giùm shop, 1558 99 trăm. 40 kg cho tới 55 kg em với 71 giùm em với 72 giùm em với 72 giùm em. Mã sản phẩm 1558 99 cành, 99 cành thôi, 1558 là cái này nha. 1558 là cái này 99.000, một cái cuối cùng và duy nhất luôn, một cái. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục thay mẫu cả nhà ơi. Trời ơi, 99.000 nhiều lắm luôn á. Mẫu nâu còn hết rồi chị. Hết rồi chị ơi, cái em đang mặc là hết rồi. Có là 60 kg không shop? Có, bao la bát ngát luôn hả chị? Bao la bát ngát luôn chị ơi. Chờ em xíu nha. Vô thích đầm 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 cái gì vậy? 60 kg đúng không? 60 kg đây, để em lên cho mình cái đầm này. Em lên cho chị mình cái đầm này luôn. Em xem cho chị mình luôn. Phải đẹp luôn, phải xịn luôn. Mà em xem qua nay em không biết còn hàng không, nãy em chưa kiểm tra. Chờ em xíu nha. Em mặc ra em kiểm tra cho mình luôn. Mã này là 1583. Mấy chị yêu ơi, đang theo dõi like của em lâu lâu cho em xin vài chấm nha. Thả tim, thả ơ đồ cho em nha cả nhà ơi. Cho em xin vài chấm nha. Rồi muốn hỏi gì em hỏi liền trên livestream giùm em nha cả nhà ơi. Mình giao lưu cả nhà ơi. Nâu cam hết rồi chị. Nâu cam hết rồi, nâu cam nâu đỏ hết rồi, còn mờ thôi. Còn có 13 chiếc. Nâu cam 13 chiếc, còn cái nâu đỏ thì còn có 5 chiếc à. Chị đặt mấy ngày rồi chưa thấy giao hả chị? 1556 chứ mình đặt sai gì? Chị Nguyễn Hằng ơi, chứ mình đặt sai gì vậy chị? Ủa sao vậy ta? Rồi chị mình liên hệ với bên em nha, để bên em hối hàng nha. 1583 em sẽ tha này, 199 này chứ ơi. Ôi, sao mà đặt mấy ngày nữa chưa có? À hôm nay thứ bảy chủ nhật nhiều khi người ta không giao á chị. Chị ơi, đầm này em còn XL2S nè, 60 kg đặt cho em cái này đi. Chị nào mà 55 cho tới 68 kg á, 55 cho tới 68 kg đặt cho em cái này đi nha. 68 70 kg gì cũng được. Eo dưới 88 dùm em nha. Riêng mẫu này thì eo dưới 88. Đầm này cũ vuông tim nè. Đó, tay phồng nha. Cái đầm này mang cho mình tay phồng vậy nè. Tay vòng bền như vậy nè. Đó, đen hoa. Ôm eo dáng xòe hai lớp kèm hai túi cam bé 65 đầm để mặc dài ngay nửa bắp chân. Ở cái đầm này á, chị nào vô đầu livestream mà thích mình chốt đi đơn đi các chị ơi. Lát hồi mà giữa giữa livestream mới đặt hàng không kịp với mấy chị khách khác đâu. Đây cái đầm này nè. Đẹp nha, ren luôn. Mềm, êm, mặc mát nha. Đầm ren không có sợ bị nhăn đâu. Cao diễn đàn hồi nhẹ nhàng hai lớp kèm hai túi. Vé máy này ngày hôm nay em sale cho mình giá bao nhiêu ạ? À? Chỉ có 199.000 đồng, size L hả chị? Ủa sao vậy ta? Sao vậy các bạn không gửi cho mình vậy ta? Em biết luôn á chị. Ủa sao vậy trời? 1556.
Sao vậy ta? Chị ơi, mình nhắn tin lại cho bên em đi. Chị mình nhắn tin lại cho bên em giùm đi chị Nguyễn Hằng ơi. Em có cái 1557 xanh L nè. Chị mình nhắn tin cho bên mình các bạn đi các chị ơi, để các bạn soạn cho mình ha. Nếu như mà các bạn nó 1556 đã hết rồi á, chị Nguyễn Hằng nhắn tin cho các bạn nói là ở đây em sẽ chừa cho chị một cái 1557 này, trên hệ thống không có nha. Chị Nguyễn Hằng nhắn tin cho bên em nha. Nói với các bạn giùm em, trên hệ thống là không có cái này nha. Cái này em sẽ không nhập. Nếu như chị Nguyễn Hằng không có 1556 thì em sẽ lấy cái này em đắp vô chị ha. Cái này em chưa có nhập luôn á, em mới lượm ở đây nè. Một cái cây mát đầy đủ hết trơn, mình yên tâm. Mới không à, là mới không à, không có, em không có mấy đồ cũ đâu. Rồi, chị Nguyễn Hằng nhắn tin cho mình em nha. Rồi tiếp tục chị ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1583. 1583 nè, em váy này sẽ có cho cả người size XL và là size 2XL. Nhiều khi các bạn soạn không có đơn á, hay là bị mua hết trơn rồi á, cho anh chưa đi đơn, hoặc là đã đi đơn rồi nhưng mà shipper ta chưa giao. Đó, mình nhắn tin hỗ trợ cho bên em đi, rồi có gì em chừa cho chị cái này. Rồi em đang mặc mã 1583 ha. 1583 nằm để em sale cho cả nhà mình luôn, giá là 199 nha. 199.000 đồng luôn. Tay hồng nè, xè xè nè, dễ thương ghê chưa. Trời ơi, váy này em sale lỗ á cả nhà ơi. Cái form đẹp lắm. Cái form đẹp lắm luôn á. 199.000 đồng. Mã của em đó là 1583. Em còn cho mình 21 cái size XL và 10 cái size 2X. Đó, còn có nhiêu đó là hết rồi đó. Còn có bao nhiêu đó là hết rồi luôn. Mã là 1583 ha. Chị Phạm Huy, size M không có chị. Trời ơi, nãy em lên size M thì mà lại hỏi em là có size 60kg, 70kg không. Em lên size 60kg, 70kg mà hỏi em có size M không. Đồng này không có. Đồng này không có size M chị ơi. Chị mình đặt nếu như mà thích trang đen mà size M đó là hồi nãy em có lên cái này nè. Ui, hồi nãy em có lên cái này nè, size M này chị. Cái này mạng của em nó là 1543 nha. Cái này đuôi cá, body đuôi cá 1543. Em giảm giá cho chị mình là 129 nha. 129 đuôi cá, ren đuôi cá 1543, 129. Đó, chị mình nghe kịp mã không ạ? Thẩm cho em làm đây ha. Rồi, thích mã nào mình lộn cho em mã số xin hỏi. Còn em đang mặc là 1583. Chị Phương Anh 1583 có đơn. Chị Phạm Ly, đầm đây hết mơ rồi chị. Hết mờ rồi chị ơi, thôi em lên đầm khác nè. Em lên đầm khác xem mờ cho chị nè. Đây cái này được không? Cái này là quá đẹp luôn á, dạ hội á. Dạ hội xe đồng giấy cái này luôn nè. Để về à. Chị Dung Nguyễn nè, XL có đơn, XL em còn 21 chiếc cá đơn nghe chứ yêu mình ha. 55kg tới 70kg, eo 75 cho tới là eo 88 ha. Ôi. Ôi trời ơi trời. Ôi. Mới sáng sớm mà hả, ghê vậy trời. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1583 các chị yêu nha. Giá chị có là 199.000 đồng ha. Hay. Còn chứ ơi, chị bà ngoại gấu ơi mua đi chị. Còn chị yêu ơi, còn. Còn XL hay đó chị, XL 21 cái, hay XL 10 cái đó chị, cho thủ đặt đi chị ơi. Còn có 10 cái à. Hôm qua em bán XL là em còn 3 mấy chiếc đúng không? Hai ít em còn hai mấy chiếc đúng không? Nay còn ít lắm chị. Với lại mấy chị khách mà đặt size nhỏ nhỏ đâu không có nữa. Đặt size nhỏ đâu có đâu. Size nhỏ em hết trơn rồi. 1548 á, size nhỏ hồi bữa em xả kho đó em cũng hết luôn. 1548 cũng hết luôn. Cả nhà mình có nhớ 1548 là gì không? Ở đây em bị lấy cái 1548 mà nè. Cái 1548 em xả kho 99.000 đồng. Cả nhà còn nhớ cái đó là cái gì không ạ? Em sẽ kho 99.000 đồng, hình như em còn một cái M, một cái L á. 1548 á. Khoan chờ em xíu nha, để em đi kiếm mẫu nha. Đâu rồi? Mẫu đâu rồi? Khá đây nè, đây nè. Chỗ đây nè mấy chị ơi. Chị nào mặc ren size nhỏ đâu? Ok chứ ơi. Đây, ren size nhỏ lấy cho em cái này đi. 1M, 1L luôn. Thôi, để em mặc cho mình coi luôn. 99.000 luôn, còn có hai cái à. À, chị nào hốt thì mình cứ hốt đi nha. Còn muốn em mặc lại để em mặc cho. Đó, rồi. Sau mẫu này để em mặc cho chị. Có một màu không em? Ủa chị, mới qua luôn á chị. Đây chị ơi. Trơn luôn. Trơn hồi lùi từ trên xuống dưới luôn. Màu xanh trơn nè. Màu nâu trơn nè ha. Rồi, em có cho yêu mình nè. À, màu nâu cây cao trơn nè. Rồi. Màu này là màu nâu cam nè, nâu cam nhạt nha. Cái màu này là màu cam đất đi. Cam đào đi, cam đào đi. Màu cam đào đi. Đây nó đây.
đó, nhiều chị khác còn gọi là màu hồng đỗ đó, còn màu đen trơn lại bao la nha. Màu đen trơn chứ mình thích sao, mình thích body hay mình thích dáng xòe nào, màu đen trơn là em có bao la luôn rồi. Chứ mình thích đen trơn là tuyết mưa hay là chất ren hay là chất thun hay là chất cái gì gấm đó, hay là mình thích xốp, có đủ hết, đen là em có đủ vải hết luôn, thích vải thì em có vải đó luôn. Rồi trừ vải von, vải von là bán rất chạy, vải von về đen không bao giờ là có hàng, cứ ngày một ngày hai là hết. Trừ von ra giùm em nha, von em hết rồi. Rồi em đang mặc, ủa chị ơi, đen trơn lấy cái này giùm em đi, 1583, 1583 nhiều chị săn sale qua đây lắm, 199 em báo sale cho cả nhà mình luôn nè. Tem mát đầy đủ cho em, cái nào không có mát có nghĩa là nó bị rớt hoặc là bên xưởng á họ bị sót không có gắn vô, đầm bên nhà em không có bao giờ bán đồ cũ đâu nha. Đẹp nha cả nhà, hai lớp hai túi dùm shop, váy mềm mặc mát luôn, không đụng hàng, không về lại mẫu luôn. 55kg tới 70kg cho em, eo 75 cho tới eo 88 nha. Rồi ok chưa? Đó, đó em giới thiệu sương sương nha. Mặc cái này hả chị? Mặc cái này chị yêu hả? Cái này vest nha. Chỗ cái vải này nó mượt lắm luôn á. Em đang sale đủ size luôn, chờ em xíu. Còn cái em đang mặn cả nhà ơi, cái em đang mặn nãy giờ nghe nghe cả nhà, có chị đã thích không? Cái chị thích cái em đang mặc không? Cái em đang mặc mã của em nó là 1313 giá 199 nè mấy chị ơi. 199.000 đồng mỗi, em đang mặc mã số sản phẩm là 1313. Đặt đơn mã này bình luận ngay cho em luôn, mã 1313 với số điện thoại trên là được ha. Mã 1313 với số điện thoại cho em là được luôn. Trời ơi đẹp đẹp đẹp. 1313, 1313 em sale 199.000 đồng. 199.000 đồng nha. Em còn cho cả nhà là size M. Em còn cho cả nhà size M ha. Rồi, eo với 72 giùm shop 40 cho tới 55 kg, eo với 72 giùm em luôn, trước lại vải chiếc phong. Đây là hàng vải xịn và nguyên một cái em đàm dạ hội luôn. Chị nào mua về tặng mẹ, tặng cô, tặng gì thì đây chốt liền cho cái mã đàm này ha. Đó, chuẩn trung niên cho mấy chị ơi. Chuẩn trung niên ha, đẹp quá trời nè. Rồi, mã của em nó là 1313, bây giờ em thay mẫu nha. Chị nào mới vô cho em xem một chấm nha mấy chị ơi, chị nào mới vô cho em xem một chấm nha. Em thấy toàn mấy chị khách quen quen chấm bà gì không à. Chấm cái chân quen mặt luôn. Rồi cả nhà chị khách nào mới vô cho em xem một chấm nha. Chấm bài tương tác giùm em cái cả nhà ơi. Em mới lên like các chị ạ. Nó hay bị ẩn ở phía dưới á. Cả nhà mình chấm bài lên giùm em đi cho cái bài like của em nó nhảy lên nha. Rồi. Em cảm ơn chị Trương Vân Anh nè. Trời tên quá đẹp luôn. Cả nhà ơi cho em xem một chấm đi, tương tác giùm em với các chị ơi. 1496 nha. 1496 để em coi nha cả nhà ơi, đủ size. Em thấy này em thấy đẹp quá trời này cái gì à, sao cả nhà mình không đặt hàng cái này. Cái này vải đẹp lắm cả nhà, có biết cái vải mà vải phi bóng không các chị ơi? Vải này không phải phi bóng nha, cái này phi tuyết nha, giống phi bóng nhưng mà vải của em nó thì em cảm nhận nó sẽ dày dặn hơn phi bóng một xíu, nó xịn hơn, mặc lên thì cảm giác giống như phi bóng vậy đó cả nhà ơi. Nó mềm nè, nó nhẹ nè, nó ống ả nè, nó mát, nó mịn nè, y chang vậy đó, cảm giác mình mặc lên giống y chang là phi bóng vậy đó. Nhưng mà cái vải này thì nó sẽ có cái độ dày hơn một chút nha, chỉ còn mặc một lớp thôi, với lại không có sợ bị nhăn. Không sợ bị nhăn, phi bóng thì nó sẽ nhăn ha. Đó, mình đứng lên ngồi xuống hay mình cử động nhiều thì phi bóng nó sẽ nhăn. Còn cái này nè, cả nhà thấy không? Đó, cái này em mặc hàng ngày nó không có bị nhăn ngay phần nách nè. Đó các nhà thấy không, rất đẹp luôn á, trời ơi mất mượt hà. Rồi em váy này em đang giảm giá còn bao nhiêu ạ? 149.000 đồng, em cao 1m65 nha, đầm đây mặc là phủ gối nha. Nhiều chị thấy em mặc ngắn mình tưởng nó ngắn, không có nha các chị ơi. Có một số chị khác cũng nói là ở trên livestream chị thấy em mặc ngắn mà khi về nhà thì chị lại mặc quá dài. Đó, em cao 1m65, em mặc tầm đây thì chị mình cao 1m55, về là dài cả khúc nữa, về là dài một khúc nữa, còn cao 1m45 là về dài hai khúc luôn. Rồi, 1496 hôm em giảm giá cho cả nhà luôn, giá là bao nhiêu ạ? 150, 149.000 đồng. Rồi mình chốt đơn cho em mã năm này ha. Mã số sản phẩm là 1496 và số điện thoại cho em là được. Giá chỉ có là 149.000 đồng duy nhất trong bài đại trình ngày hôm nay. Mã số sản phẩm là 1496. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em nha. Trời ơi xinh lắm cả nhà ơi, hiện tại thì shop đang có cho cả nhà đầy đủ 4 size M, XL và lại 2XL nè. Cái vải này cả nhà ơi nó ống ống như thế này nha. Trời ơi mặc thích lắm, rất là sang luôn á.
phở cút cho cả nhà mình, cút cách điệu, cút bọc ha. Từ cổ áo xuống dưới phần chân váy. Đầm vest thì đợt này em chỉ về cho mình có một màu này thôi ha, tông màu cam đất ha, cam đào á cả nhà ơi, rất là đẹp luôn, màu cam cam nâu nâu á. Rồi mã của em nói là 1496 nha, thay mẫu nha các chị ạ. Đây em có cái đầm này, em còn hai cái này, em lấy mặc lên chưa mặc nè. Mặc lên cho mình cái này ha, size 99 đầm. Rồi còn mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1496. Đặt đơn mẫu đầm này comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số sản phẩm là 1496 với số điện thoại cho em là được luôn, chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay luôn ạ. Chốt đơn liền các chị ơi, 1496 149 149 ngàn đồng. Rồi đây, tiếp tục chuyển thêm cho chị em mình cùng xem thêm mã khác. Cái này bonsai, trời ơi quá đẹp, đẹp quá. Đây cái đầm này còn hai size nhỏ, hồi nãy em lên cái đen kia là hai size lớn nha, còn là hai size nhỏ, mỗi size một cái, mỗi size một chiếc. Có chị nào hút luôn cả hai chiếc không ạ? 99 xu một em, quá rẻ luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1548. Đó, cái này ren của nó giận giận nha, không phải ren hoa. Hồi nãy em lên cho mình là ren hoa, có cái em lên cho mình là ren chấm bi, ren đồng tiền, còn cái này ren họa tiết sống sống rồi nè, nó khác nha. Nó khác rồi, nó cũng khác kiểu luôn nữa. Cái kiểu này kiểu tay phòng, cổ vuông tim. Còn cái kiểu này là cái kiểu cổ tim tay ngắn ha. Rồi, mã của em đó là 1548. Khác nha cả nhà, không giống cái nãy nha. 99 ngàn, 99 ngàn dùng shop. 40kg cho tới 57kg, E76 đổ về dùm em. E76 đổ về dùm em, 1548 nè. Đó, 1M1L hết hàng, 1M1L hết hàng luôn. Cái này đáng lý ra còn hai cái thì em không có mặc đâu nha. Đó, mặc xinh xương với mấy chị coi cái form nè, rất là đẹp nha, cái form này đúng đẹp luôn á. Cả nhà có hốt hay không? Em còn hai cái đó, cả nhà không hốt em bán về bận nha. Cả nhà không hốt em mua về mặc nha, rất là đẹp luôn á. 99 ngàn thôi, 99 ngàn đồng thôi các chị ơi. Ren xòe nè, che bụng tốt nè. Em còn cho mình size M và L, 40kg cho tới 55-57kg, eo dưới 76 cho em. Đơn giản mà rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Trời ơi, giặt tay giặt máy được luôn á. Vải siêu đẹp luôn, hai lớp cho mình. Khóa kéo phía sau lưng 99.000 đồng mã này. Cái mẫu này rất là dễ mặc. Các chị mình mà muốn đi chơi dạo phố cà phê cà pháo, hôm đó không biết mặc cái gì, trong tủ đồ mình nhiều đầm quá không biết mặc cái gì, hốt liền cho em cái màu đen liền, mặc lên một phát đi chơi, trời ơi đẹp khỏi bàn cãi luôn, không có sợ là bị kén da kén dáng gì hết trơn, dễ phối phụ kiện đó, dễ mang túi xách giày dép, dễ phối cực kỳ luôn á. Nào 99 ngàn dùm em mã này ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các trường cùng xem thêm mã khác. Có thích đầm đầm cổ tim không? Có chị có thích đầm cổ tim không ạ? Đây em có đầm cổ tim hoa nè, nãy em chưa lên cái hoa nào đúng không? Nãy giờ em toàn là lên trơn. Đa số là em lên trơn nhưng mà nãy giờ luôn á. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái hoa ha. Hoa thì bên nhà em cũng có nhiều nha cả nhà ơi. Hoa to đùng thì có dạ hội. Hoa nhỏ vừa, hoa nhí là đều có cả nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình thêm một cái đầm hoa. 1548 với chị Thu Hương à. Ok chết luôn, 99 ngàn á chị ơi. Quá rẻ, rẻ quá. Rồi đây, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1581. Chém xíu nha. Ủa, cái này bị gì vậy ta? Chém chút cả nhà nha. Rồi đây, 1581, hiện tại em đang có cho các chị mình là hai size. Đó, hai size. M với L, 40kg cho tới 55-57kg, eo tới eo tầm 76 độ về. Mã của em nói là 1581 ha. Mã của em nói là 1581, mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1581 với số điện thoại cho em, 1581 với số điện thoại cho em là được. Xinh quá các chị ơi, cổ tim ha. Tay ngắn nè, đó. Dáng xòe xòe nè. Váy may hai lớp kèm luôn cả hai túi. Mã của em nó là 1581, đặt đơn mẫu đầm này comment liền phía dưới cho em luôn. Mã 1581 với số điện thoại em giảm giá nha.
199.000 đồng, 1581 chiếc lụa vải von nha các chị ơi. Giá chỉ có là 199.000 đồng thôi. Váy von này không những nó mềm đâu nha, nó còn nhẹ nè, nó còn mát cho chị em mình nữa. Trời ơi, mặc thích cực luôn á. Rồi, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1581 nha. Các chị mình đặt đơn chia sẻ like dùm em nha. Mình chia sẻ lên tường và vào nhóm và để với chế độ công khai là được ha. Rồi, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1581 nha. 1581 thì làm hết cái sợi cổ tiêm cho em nè, tay ngắn vai phòng nè, dáng là con xè xè nè. Đẹp lắm luôn á, đầm thì khá là đơn giản nhưng mà cực kỳ dễ mặc nha. Hoa của em nó thì màu hơi tím tím nhạt dùm em. Hoa của em nó thì màu vàng vàng tím tím nhạt như thế này ha. Tay một lớp, thân váy hai lớp kèm hai túi cho em luôn. Rồi, mã của em nó là 1581. Mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã 1581 với số điện thoại. Hai lớp nè, hai túi nè, khóa kéo phía sau lưng xòe xòe nè, xinh ghê chưa? Rồi, mã 1581 với số điện thoại bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng, chỉ cần có giá tiền là 199.000 đồng. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã khác. Đây, hoa hồng nhung. Hoa hồng nhung các chị ơi, chủ cái đầm này hết về rồi nè. Cái đầm này không có còn về nữa nè. Đầm này còn một sam lên cho lớn nè. Rồi, còn mẫu em đang mặc mã là 1581 nha. Mấy chị mình thích cái mẫu đầm này bình luận ngay cho em nha. Mã số 1581 số điện thoại cho em là được ha. Đang giảm giá chỉ còn có 199.000 đồng. Mấy bạn bị xót một quá chị ơi, một màu rồi đầm này hay mở báo trên livestream ha. Chị mình mặc size gì vậy ạ? Nếu như mà xem mờ em có cái này hai màu nè. Em có cái đó hai màu á chị ơi. Rồi em bị dính cái mạc rồi. Trời đất ơi. Trời ơi sao bị dính cái mạc rồi trời. Trời đất ơi. Chờ em chút cả nhà nha. Ây da. Dính cái dây mạc vô. Rồi mỗi em đang mặc mã số sản phẩm là 1581 nha. Giá 199.000 đồng. Tiếp tục chuyển thêm cho các bạn cùng xem thêm bạn khác. Lên cho các nhà mình cái đầm mà hoa hồng nhung. Hoa hồng nhung mã số của em nói là 1547. Mã số của hoa hồng nhung là 1547 cả nhà nha. Trời ơi, đẹp quá. Quá đẹp luôn. 1547 đây. Đầm này cái sẽ là cổ đắp chéo giùm em ha. Cổ đắp chéo nè, tay lỡ vai phòng nè, dáng đầm phao xòe xòe nè. Váy này em may cho cả nhà mình hai lớp luôn, kèm cả hai cái túi luôn và có khoa kéo ha. Rồi mã của em nó là 1547 hoa hồng nhung cổ đắp chéo. Chị khách nào hỏi em đầm trơn đâu. Chờ cái đầm này đầm trơn mà cái chất vải chất lượng nha các chị mình luôn á. Đai nhung nè, từng cái đá hoa hồng chảy đều trên này vải như thế này. Bây giờ mà các chị mình kêu em kiếm cái mà vải như vậy là em không có luôn, em kiếm không ra. Rồi, còn xem M 40kg cho tới 55kg em với 70 dùng shop. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1547. 1547 em sẽ khai cho các chị mình luôn. 149.000 đồng thôi ạ. Mã số em đang mặc cho người là 1547 nha. Đặt đơn mẫu đầm này comment ngay trang phía dưới mã 1547 với số điện thoại cho em là được 149.000 đồng. Váy này em may kỹ cho các chị mình luôn, hai lớp, hai túi, khóa kéo phía sau lưng luôn. Trời ơi, form rất đẹp nha. Cái đầm này form rất là đẹp. Nhiều chị á mua rồi xong rồi mình quay lại mua cho bạn bè á mà em không có hàng để bán luôn á. Trời, cái đầm này em hết vải lâu rồi cả nhà ơi. 1547 nha. Không chị, 1312 xanh mong em hết xe lớn rồi, để em kiểm tra lại nha. Em kiểm tra lại xem hôm nay có sắp ha không. Rồi, không rồi chế ơi. Mà nó lại hết xe XL luôn nữa. Nó lại hết xe XL luôn nữa chị. Để em kiếm cái xanh bông khác là còn không. Trời ơi, hết luôn rồi chứ ơi. Hết luôn rồi. Cái xanh bông này nè, cái 1312 xanh bông này nè chị. Còn 2 xanh M với L thôi. Rồi em còn cho chị yêu mình thêm một cái xanh bông nữa nè. À không có cái xanh này. Rồi em còn cho chị mình thêm một cái xanh bông nữa nè. Đó là cái này. Ủa, eo 80 hả chị? Có chị, cái này. Chị Bích Ngọc ơi, chị còn đó không chị Bích Ngọc ơi? Ôi trời ơi trời, em đọc cái gì vậy trời? Em tưởng là mình hỏi em size 2X hay gì chứ. E80 hả chị? Trời em bị gì vậy ta? E80 1312 này nè, cái lá này nè, em hết size E80 nhưng mà cái này em còn. Cái này nè chứ ơi, em còn cái này nè. Cũng xanh bông luôn. Cái kia xanh cái lá, cái kia xanh cái lá ngay đây, còn cái này xanh cái bông này chị. Em còn chị ơi.
Chị Bích Ngọc còn đó không cho em xin chấm đi để em biết mình còn ở đó chị ơi. Em bất lực quá à. Ủa nãy giờ em đọc cái gì vậy trời? Em đang mặc mã 1547 nha, giá là 149.000 đồng ha. Ưng ý mẫu đầm này comment nghe cho em phía dưới mã 1547 với số điện thoại giá 149.000 đồng. Trời chắc chị Bích Ngọc thấy em nói là hết rồi, chắc chị Bích Ngọc đi ra rồi quá. Còn nó không chứ ơi. Rồi, để em lên cái xanh bông này cho mấy chị mình nha. Cái xanh bông này em đang sale nè, có size L82. L82 đủ về luôn. Đây. Mẫu này là quá xuất sắc rồi. Trời, cái màu xanh nè, tươi không cần tưới luôn, rất là sáng nha. Mà đầm này em mang cho mình form dạ hội nha, rất là sang luôn. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1576. Cả nhà ơi, chốt đơn liền cho em mẫu đầm này. Nguyên một cái em đầm dạ hội rất là xinh luôn. Tay lỡ nè, cổ tay le le, dáng dài dài, chậm xíu nha, em mang cái đôi dép vô cái. Đó, để em đứng xa mày coi cái form nè. Ôi xinh chưa. Đó, dài tới mắt cá chân em như vậy. L82, chị Bích Ngọc ơi, lấy cái này đi chứ ơi. 229.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1576. Em sale luôn 229.000 đồng cho chị yêu mình. Hiện tại em còn cho chị yêu mình là size M. Là em còn số lượng nha, size M 51 chiếc thôi. Tại vì để ý cái size, đừng có để ý cái size M. Size M cái nào cũng có hết trơn á. Size L em còn cho mình 5 chiếc. Và size XL còn có 6 chiếc thôi. Rồi chị ơi, chốt đơn cho em cái này đi. Quá đẹp, quá là đẹp luôn. 1576 cho em mã này 229.000 đồng. Mã của em nói là 1576. 1312 là cái này. 1312 là cái xanh xanh này. Đó. Nó không có khác gì nhiều hết các chị ơi. Rồi. Đây. 1312 á là nguyên cái mảng xanh ở đây. Còn 1576 là nguyên cái mảng bông ở đây. Đó, nó vậy thôi. Rồi, còn cái thân váy thì cũng có một chùm bông vậy đó. Đó, nó không có khác gì hết trơn cả nhà nha. Cũng là bông đó, cũng là vải đó thôi. Nhưng mà bữa hổm á, cả nhà biết sao không? Em mặc cái bông xong em gửi về cái lá, cái mấy chị mình không chịu. Tại vì em cắt bằng máy á cả nhà, cho nên là không có cái nào nó giống cái nào hết. Cái chùm bông có thể nó nằm ở đây, hay là nó nằm nhích lên chút xíu, hay là nó nằm nhích xuống chút xíu. Đó, còn cái lá cũng vậy ha. Đó, mà đợt thì em cái này cắt bằng máy á, cho nên em sẽ tắt nó ra. Đó, có nhiều chị khách không chịu cho em tách nó ra. Một bên là cái lá, một bên là cái bông. Thì cái chuyện thích đặt cái lá thì mình bình luận cho em là 1312 nha. Thì eo của em nó là eo dưới 77. 1312 thì eo dưới 77 cho em. Đó, thì giá của em nó cũng là 229 luôn. Rồi, còn cái em đang mặc là 1576. Thì 1576 em có eo tới 82. Em còn 3 size nha. Em còn 3 size. Rồi giá của em nó cũng là 229.000 đồng luôn. Đó, mình thích cái nào thì mình comment ngay cho em phía dưới. Mã số số điện thoại cho em là được ha. Đồng giá 229. Và hai cái này là hai cái mã số riêng biệt luôn ha. Rồi chút sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Mã số số điện thoại nha, em ghi cái em đang mặc nha cả nhà ơi. Rồi đây, 1312 này các chị ơi, em với 77 dùng em. Còn đây 1576 nha. Rồi em ơi, chị nhắn tin shop cứ nói hết hàng vậy. Ủa chị ơi, hồi bữa các bạn chốt đơn gửi hàng cho chế yêu mình chưa ta? Chế mình chờ em xíu nha. Chế mình chờ em xíu nha. Đây, chờ em chốt để em nhắn tin cho các bạn. Tại vì cả nhà mình biết sao không? Em đang like á. Em đang like á mà em nhắn tin cho các bạn á thì nó hơi mất thời gian. Rồi. Rồi, để em hỏi giùm chị. Rồi em mới nhắn lại chị. Đó cả nhà thấy không? Em mà đi hỏi là nó hơi quằn, hơi mất thời gian xíu. Đó, cả nhà thông cảm chờ em chút nha. Các giờ nếu như nhắn tin không được thì báo các bạn lại nha. Rồi, 1576229XL ok chứ luôn. Chị Phạm Ngọc không có đơn. Rồi. Nhanh tay dùng shop nha, mã số điện thoại cho em là được. Nhanh tay cả nhà ơi, quá đẹp luôn, đẹp quá đẹp. Đó, cái này là 1312 nha. Còn các em đang mặc trên người là 1576 nha. Rồi chốt sớm cho em luôn. Quá đẹp, đẹp quá đi. 1576 còn sẽ XL này cả nhà ơi. Tranh thủ, XL có 6 cái à, không có nhiều đâu.
Không có nhiều đâu nha. Thế thì mình chốt sớm cho em nha, mã số số điện thoại cho em là được luôn. 1576 số điện thoại, 1576 số điện thoại, 229. 229 ngày đồng mua nguyên cái đầm dạ hội. Nó còn rẻ hơn cả đồng đi thuê đó. Nó thuộc về về quyền sở hữu của mình luôn mà. Mình thích mặc dài để dài, không thích mặc chán dài lên like. Mặc đi tiệc xong á các chị ơi, cái này nè, mình mặc đi du lịch, mình mặc đi đám, đi tiệc xong, xong rồi. Đó, mình về nhà mình lên like cho em, mặc hàng ngày đi cà phê được. Nhiều khi cả nhà thấy á, mặc dáng dài quá đi cà phê nó hơi ô về đúng không? Thì mình lên like như vậy nè cũng dễ thương nè. Lên like là nhìn khác biệt hẳn, lên like là nhìn trẻ. Lên like nhìn rất trẻ nha cả nhà ơi, cái bộ đồ này lên like nhìn rất là xinh nha. Đó, mình lên like cắt ngắn, mình đi chơi hàng ngày. Đó, còn mình để dài như vậy nè là để mình mặc đi du lịch. Rồi mình mặc đi đám, đi tiệc, đám cưới, đám hỏi vậy ha. Rồi đây em sẽ thay mẫu nha. Cái mẫu này cả nhà chốt đi. Xe M còn 51 chiếc, xe M đừng để ý đó cả nhà ơi. Xe M có không được, không có không được, mẫu khác có. Xe M em có nhiều. Xe L em còn 5 chiếc thôi, XL còn 6 chiếc thôi. Đó, rồi 229 ngàn đồng thôi nha. Tiếp tục thay mẫu L82 dùm shop. Tiếp tục nha. Trời ơi, có chị hồi nãy hỏi em á là có L80 không? Cái em nói không. Trời đất ơi, em bị gì á trời. Cái chị đi mất tiêu rồi. Em biết lúc đó em bị gì luôn á. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1537. 153799 xu một em. 99 cả nhà ơi, 99. Mẫu em đang mặc mã số sản phẩm 1537 nè. Chị nào vô săn đầm 100k thì vô đây với shop nha. Mẫu em đang mặc trên người 1537 nha cả nhà. Bên trong em có cái áo, để em kéo cái áo nó xuống một chút. Đó, bên trong em có bộ đồ ha cả nhà ơi. Cả nhà đừng có để ý nó nha. Bộ đồ thun. Rồi, mẫu em mặc mã 1537 nha, 1537. Em giảm giá cho các chị của mình luôn là 99.000. Ủa cái đầm này chất ren. Đầm chất ren form nó đẹp. Form nó đẹp càng mặc càng mê cả nhà ơi, cái mẫu này mặc mê lắm. Form đẹp nha, cổ đắp chéo tùy chỉnh được cho em luôn. Rồi, mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1537 ha. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã 1537 với số điện thoại cho em là được nha. Chờ em xíu này chứ ơi. 15. Ủa, em quên cái đó là cái mã gì rồi ta? 1557. Rồi nhanh tay lên đơn sớm đi giùm em tư vấn và chị hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã số số điện thoại cho em là được ha cả nhà ơi. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1537 ha, 99 cành, 1537 99 cành. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chạy hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn mã số 153799 canh nha. Trời ơi quá đẹp luôn, ren. Hoa to có, hoa nhỏ có, dáng đầu phong xòe nè, dễ luôn ghê chưa. Hai lớp khóa kéo nằm đằng sau lưng. Rồi mã số sản phẩm là 1537. Đặt hàng cứ việc comment ngay cho em nha. 1537 với số điện thoại. Rồi chị Nguyễn Hằng ơi, em nhắn tin cho các bạn rồi nha. Các bạn nói là cái đầm đó nó hết hàng rồi, cho là bên kho hủy đơn rồi đó chứ ơi. Chứ mình có muốn dùng đơn cái nào không? Em chừa cho chị em mình cái này nè. Rồi thôi bù đắp đi. Bù đắp tội lỗi. Em chừa cho chị em mình cái này nha. 1557. Chừa cho chị cái này. Chị có muốn dùng đơn không? Để em đi đơn lượt luôn. Mình kiếm thêm cái gì nữa dùng đơn cho em nha. Đó, để đi đơn lượt luôn ha. Rồi, 153799 nha. 153799 giùm em. Ren hoa đẹp lắm. Ren hoa đẹp lắm, xinh đẹp tuyệt vời luôn á. Trời ơi, đẹp lắm các chị ơi. Form đẹp như vậy nè. Em đứng upside 80 vòng cho cả nhà cũng được luôn á, nó đẹp lắm. Đẹp lắm, vải mềm, mặt mát cực kỳ luôn, hai lớp nha.
hai lớp nha, khóa kế phía sau nha. Rồi mẹ của em nó là 1537, mẹ của em nó 1537 cả nhà ơi. Mới vô đây của em cho em xin một chấm đi ạ. À, ok em cảm ơn chị Nguyễn Hằng nha. Chị Nguyễn Hằng nhắn tin là ủa các bạn nhắn cho chị chứ chị. Em báo với bạn nhắn cho chị rồi đó. Em chừa cho chị cái đó nha. Em chừa cho chết yêu mình đó. Rồi tiếp tục. Đây là cái đầm sơ mi. Sơ mi 139 xu một em. Quá rẻ, rẻ quá trời. Đây, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1475. Mỗi lần đọc mã cái tự nhiên bị lắc ngang vậy ta. Rồi, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1475. Quá đẹp. 1475, 139 cằm, size L còn 9 chiếc, size 2XL 37 chiếc. Size 2XL bao nhiêu còn không đủ hết các chị ơi. Size 2XL là hả? Các chị mình đặt nhiều. XL, L, XL, 2X đặt nhiều. Đó, ý là em về cho các chị mình cũng là gấp đôi luôn á. Trời con gì nó cắn mình vậy trời. Ôi, live stream mà con gì cắn vậy, không hay luôn á. 139 ngàn. 139 ngàn đồng thôi. Đầm này trước là có em nói là dòng vải á. Cái thái nha. Cái thái này em thấy mặc một lớp vừa rồi. Nhưng mà cái đầm này mới xách này mang hai lớp. Có cái thái em mang có một lớp nè. Đó. Không có sợi xuyên thấu luôn á cả nhà ơi. Nếu như mà mình không thích mặc lót thì mình tháo lót ra cho em nha. Đó, còn để lót luôn thì cũng được. Không thích thì tháo ra. Cái họa tiết này em không phải là in nhựa đâu nha. Giặt tay giặt máy được. Không bong chóc, không rơi rớt gì luôn. Đảm bảo ok luôn. Quá đẹp. Quá đẹp các chị ơi, chốt liền. Rồi, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1475. 1475 giá là 139 ngàn đồng luôn. 50kg cho tới 65-66kg cho em. 50kg cho tới 65-66kg. Chiều nào mình đặt đơn mẫu đầm này, bình luận ngay cho em mã số 1475 với số điện thoại. 1475 với cái gì cả nhà ơi? Số điện thoại bên có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Shop. Shop sao chị? Shop chat với chị hả? Hay là chắc ăn hay sao chị? Hay là sao chị? Rồi em không hiểu, em không hiểu chứ yêu nha. Rồi chat nhắn tin hả? Hay là chị mình thích sao? Hay là sao chứ ơi? 153799 xu nè. Em mặc cho live stream xem bên ngoài trang vậy là cái màu này màu xanh than ha. Xanh đen đậm á. Xanh đậm á, đậm lè đậm lét luôn á chị. Đó, xanh đen đậm thì mình nhìn nó mới. Rồi, bông này chị, bông như vậy này nha. Chứ mình nhìn giùm em bông y chang vậy nha. Đó, không khác gì đâu. Ủa, cái đầm này em cũng bán được, cũng hả, khá khá rồi chị. Trời đẹp lắm. Không có về lại hoa này nha, không về lại hoa này. 99 xu giùm em, mã 1537. Ai nhắn tin ha, trời ơi, cảm ơn chị yêu mình. Rồi, ok, bên em nhắn tin cho chị liền đó. Rồi, em đang mặc 1475, 139 ngàn. Mình đang nhắn tin liền cho mình đó chị ơi. Rồi đây tiếp tục. Tiếp tục các chị yêu ơi, em lên cho mình cái mẫu siêu phẩm váy ren và ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho các chị yêu mình. 1606. Trời ơi. Cái siêu phẩm này mà cả nhà đặt hàng, đặt đơn trong cái livestream này của em. 1606. Trời ơi siêu phẩm mấy chị ơi, siêu phẩm. 4 size MLXL và lại cả 2XL. Đó, em đợi xíu xíu cái gì mình vô đông chút em lên giá giảm. Giá của mình thường cả nhà mình mua bao nhiêu? 380 đúng không? 370-380 gì đó đúng không? Rồi, em đợi một xíu nữa mấy chị mình vô đây với em. Em sale cho các chị mình luôn cái mẫu này. Không đẹp không lấy tiền luôn. Chị Bích Ngọc 1576. Ôi trời ơi. Trời ơi, chị Bích Ngọc ơi, nãy giờ chị yêu mình, im để chị yêu mình viết cái này á hả? Trời ơi, để bên em gọi điện thoại rồi chị yêu mình đọc cái địa chỉ là được rồi. Bên em gọi điện thoại chị yêu mình đọc địa chỉ là được rồi. Trời ơi, chị yêu mình viết nó ra, chị mất thời gian chị yêu mình đó. Rồi em cảm ơn chị Bích Ngọc nha. À, trong thành phố đúng không? Ok, chứ luôn, trong thành phố trong ngày hoặc là qua ngày là nhận được hàng rồi nha. Cho em phố là trong ngày, thích trong ngày thì em gửi trong ngày, thích qua ngày em gửi qua ngày cho mình ha. Cái 1576 của chế Bích Ngọc nè, 229 ngàn đồng dùng shop đầm dạ hội. Đầm dạ hội của chế Bích Ngọc nè, đây nè, đó đẹp ghê chưa. 229 ngàn đồng, eo 82 đổ về cho em. Eo 80 là mặc quá đẹp.
E80 là mặc đi chơi đi tiệc ăn no thoải mái luôn. Đó, quá đẹp luôn á chị. Rồi E82 là vừa y luôn. Ôi đẹp ghê chưa? 229.000 đồng mã này dùm em nha. Mã này 1576 dùm em. Chị nào muốn ơi lại đầm dạ hội bình luận cho em nha. Chị nào muốn ơi lại đầm màu xanh dạ hội này là bình luận dùm em nha. Quá đẹp, đẹp quá mấy chị ơi. 229.000 đang sẽ kha đó. Có dành đặt hàng tranh thủ. Rồi, vô đông đông chứ mấy chị ơi. Đây cái mã này 1606. Ôi trời đất ơi, cái laptop của em nó quay cuồng luôn á. Rồi 1606 mấy chị ơi, 1606 là full size đều 40kg cho tới là tầm bao nhiêu cả nhơi? 65-68kg, eo dưới 7, ô eo dưới 86 dùng shop. Bây giờ này 68-70kg cũng được, nhưng eo phải dưới 86 cho em. Cái chất ren này nè, trời ơi, 100 chị đặt hàng là cái màu đà chân dập ly đằng sau bao nhiêu? Cái màu đà chân dập ly, à ý chị yêu hỏi cái này á hả? 99 xu một em, 99. Đó, chờ em xíu xíu em mặc lên cho chị coi ha. Em đang mặc cái này rồi. Rồi nền vải sẽ là màu xanh đen, rồi có phối nha cạnh nền hoa màu trắng và có chạy viền nổi luôn, có kim sa lấp lánh. Chị nào đang kiếm đầm dự tiệc, kiếm đầm dự tiệc thì lấy cái này của em. Kiếm đầm dự tiệc thì lấy cái này của em. Mỗi size em còn cho mình số lượng rất là ít luôn. Và em váy này thì ngày hôm nay trong bài livestream này em sẽ sale đặc biệt. Đó, cả nhà mình lưu ý, sale đặc biệt cái mẫu này. Bữa hôm cả nhà mình mua một váy bao nhiêu? 380.000 ha, 379 đúng không? Hôm nay em sale rẻ. Đây cái váy này, sale nhiêu cả nhà, sale thì nó bị uổng quá. Tại 379.000 đồng là đã sale rồi. Rồi, 1606 chế nào mình đặt đơn mẫu nào này em giảm giá luôn. 1606 chỉ còn có giá tiền là 339.000 đồng đi. 339.000 đồng đây, tại vì đầm này em còn đủ size nhưng số lượng rất là ít. Hiện tại size M em còn 16 chiếc, size L em còn 10, XL em còn 18 và thấy thế là em còn 20. Đó, hết rồi. Hết rồi cả nhà ơi, 1606 lên giùm em. 1606 lên giùm em, xòe như vậy nè, đẹp ghê chưa? Vải rang mềm, trời ơi, nền vải sẽ là màu xanh đen và có phối với những cái đóa hoa quỳnh nó trải đều trên nền vải như thế này. Thì ngày hôm qua, các chị mình vô đây của em đi. Hôm qua chị khách nào đặt hơn đơn mẫu nằm 379, 369 ngàn đồng lên tí nhuận cả nhà ơi. Và ngày hôm nay cái mẫu nằm này em sale cho cả nhà mình chỉ còn có 339 ngàn đồng thôi. Là sale quá trời rồi các chị ạ, tại vì cái vải của nó mình về nhà nhận được hàng dùm em. Đây là hàng vải hiếm nha, đầm vải vải hiếm khó tìm và trên thị trường không hề có luôn. Chị có ở nhà em có thôi, em đảm bảo luôn á các chị ạ, rất là đẹp. Mã của em nó có kim sa lấp lánh nha, bình linh xinh xỉu luôn. Bên ngoài sẽ đẹp hơn trên livestream, chờ em xíu em ghim cái mã số xong rồi em đứng xa cho mình coi nha. Rồi 339 ngày đồng hốt luôn em trong bài livestream ngày hôm nay và chỉ có trong livestream này thôi. Mã của em nó là 1606 lên đơn cả nhà ơi, chị cẩm dịp có đơn hàng luôn ạ. Rồi bình luận chim 1606 cho chị cái đen trắng không được chị yêu ơi, 1606 dùm shop. Trời sao rẻ quá trời nè, trời ơi cả nhà ơi, chốt đơn liền cho em mã này đi. 1606 cái đầm này em đang mấy tỷ cửa hàng là tới 500-600 lận á các chị ạ. Cái đầm này em mấy tỷ cửa hàng 500-600 lận các chị ơi. Trời ơi cái đầm này nè, cả nhà mình có đi mà những cái cửa hàng thiết kế rồi này kia là không có cái này, đầm này đâu nha, không hề có đâu. Bên nhà em là cả nhà mình săn sale từ đó cho tới bây giờ rồi, là các dùng đã biết là có một số mẫu hả là bên em bán độc quyền luôn á, vải phải nói là vải xịn á, vải độc luôn á cả nhà ơi, đẹp quá trời nè. Đó, và từng cái họa tiết, từng cái chi tiết nhỏ lẻ đi thì em cũng sẽ có chạy viền nổi cho mình luôn nha. Chứ cái màu trắng trắng này sờ lên nè, nó mịn nè mà thích cực kỳ luôn á, đóa hoa nè cả nhà ơi, đẹp ghê chưa. Mã của em nó là 1606 rồi. Bây giờ các chị mình đặt đơn thì bình luận phía dưới cho em mã số 1606 và số điện thoại cho em là được ha. Váy này may kỹ cho cả nhà mình luôn, là hai lớp kèm luôn cả hai cái túi như thế này, dáng đồng phong xòe che khéo được phần bụng tốt cho mình luôn ha. Mẫu mã cái kiểu thì nó đơn giản nhưng mà dễ mặc, năm nay mình mặc vài ba lần cất tủ cho em, năm sau năm tới lấy ra mặc vẫn đẹp bình thường, vẫn đẹp bình thường các chị ạ. Rồi 1606 lên đơn liền cho shop nha, quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc, quá đẹp luôn, đầy đủ 4 size, 40kg cho tới 68-70kg, eo dưới 86 cho em. Chị Nguyễn Trâm Anh một chiếc luôn ạ. Chuẩn bị cả nhớ 30 giây nữa em qua mẫu là ngừng sale nha. Em váy này hôm nay em sale lộ vốn, tại cửa hàng em bán 500-600.000 đồng mà chơi livestream ngày hôm nay nè. Trời ơi siêu phẩm quá chị ạ, 339.000 đồng.
quá là đẹp luôn á. Mấy chị khách trung tuổi bên em vô đặt liền cái này đi, mặc lên nó vừa sáng vừa sang nữa, vừa lạ vừa đẹp nữa chứ. Mã của em nói là 1606 nha. Rồi chị mà thích cái màu này đúng không, cái màu gạch gạch này đúng không chị? Đó, màu gạch này em đang giảm giá còn 99 xu nha, nhưng mà chị còn size nhỏ à. Đầm này là em lẻ size rồi. Em còn có mấy chiếc em sẽ tặng nha, để em lên cho chị mình coi. Rồi còn mẫu em đang mặc nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1606 nha. Đặt đơn mẫu đầm này comment ngay trên phía dưới mã số 1606 với số điện thoại và giá của em nó. Ngày hôm nay thì chị có giá là 339.000 thôi, 339 xu một em. Cả nhà ơi đang theo dõi livestream của em cho xem một chấm chấm bài tương tác đi. Rồi. Nhanh tay các chị ơi, chốt đơn liền. Có hỏi gì em nữa không? Hỏi gì hỏi lẹ nha mấy chị ơi. Em thay mẫu đó. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1557, em sẽ cả hai màu luôn nha chứ ơi. Đặt đơn đã luôn á. Hôm nay đặt hàng đã luôn, toàn là váy sale rẻ thôi. Đây 1557, 99 xu một em. Em với 71 dùm shop nha, em 72 là không có vừa đâu đó. Em với 71 dùm em. Em 70 71 đổi lại dùm em nha. Em 60 cho em 70 71 dùm em nha. Đây 1556 là cái màu này. 1556 là cái màu đỏ gạch nè, màu đỏ nâu nè. Còn các em đang mặc trên người cái màu cam gạch nè, cam cháy nè. Đó, thích cái nào thì chốt cái đó cho em nha. 1556 là cái đỏ, 1557 là cái cam. Rồi đồng giá cho cả nhà mình luôn, giá bao nhiêu? 1556 này, 1557 này. Đồng giá cho các chị của mình luôn là 99.000 đồng một em. 99.000 đồng một em. Chốt em nào lên đơn mã đó. Giúp em nào lên đơn mã đó giúp em nha. Ồ, quá đẹp luôn á trời. Toàn là váy xinh sale rẻ thôi. Rồi chậm xíu nha cả nhà ơi. Đó đem ghim cái bình luận 1557 nè. Cái này nè là em còn có 5 cái thôi. Và các em đang mặc này còn có 13 cái thôi. Và thích cái nào mà chốt cái đó cho em nha. Nhanh tay thì còn hay còn sai. Còn chậm tay quá thì sao? Hết hàng cứ nhanh là còn, chậm tay là hết. Rồi nhanh tay dùng shop nha, 99 xu một em, 99 xu. Chất von hàng, đầm này mặc bao mát luôn, rất là mềm cái màu này. Xinh hơn rồi ơi, nó rất là đẹp luôn á. Nó đẹp mà nó lạ nữa. Đó em chưa có về màu này luôn á, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Rồi, 1556 màu đỏ, 1557 màu cam cho em. Bao nhiêu cả nhà ơi? 99 xu một em luôn. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm bạn khác. À, em lên cái làm dạ hội lại đi. Em lên cái làm dạ hội lại đi. Các chị ơi có 229 cành nè. Chị Phương Trần 1606 ít đây là ok chứ mình lột đây. Em cho chị mình coi lại cái 1606 này nè. Cái này là hàng siêu phẩm nha. Cái đầm này là đầm siêu phẩm nha chứ ơi. Trời ơi nó quá đẹp luôn. Đẹp quá đẹp cả nhà ơi. Đây nè nhìn kỹ giống em. Trời ơi cái ren nè, cái hoa này nhìn thấy cái hoa không? Nó sẽ có chạy viền nổi nha. Nó sẽ có chạy viền nổi. Màu cam là 1557 á chứ ơi. 1556 là màu đỏ, 1557 là màu cam ha. 6 là màu đỏ, cam là màu cam là số 7. Rồi đây nhìn kỹ giúp em nha. Rồi 1556 là màu đỏ, 1557 là màu cam. Rồi đây cả nhà ơi, đẹp ghê chưa? Từng cái họa tiết nhỏ nhỏ này nó có chạy viền như mình luôn. Còn có phối thêm kim sa này, cái cây vải này nè. Cái cây vải này cả nhà mình ra cửa hàng mà mình mua vải không á nha. Giá rất là đắt. Vải không giá rất là đắt. Có lót luôn nè ha. Vải không giá rất là đắt luôn. Lót nè, may thành phẩm nè, 339 xu, rẻ chưa? Trời ơi, 339.000 thôi. Trời ơi, xuất sắc nè. Cả nhà mình chốt liền nha, hết hàng uổng lắm luôn đó. Hết là em không có về lại cái vải đó nữa đâu. Rồi em đang mặc 1557 nè, 99 cành một em ha, 99 cành một em. Đến đây là cái dạ hội, em đang sale rẻ dữ lắm luôn á. Cái dạ hội là em đang có cho cái gì mình là hai cái luôn đi chứ ơi. Sẵn rồi là hai cái luôn đi chứ ơi, mốt quay lại kiếm mua không có đâu nha. Rồi em lên cho mình cái này 1576. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576 nha. 1576 các chị ơi, đầm này cổ tròn nha, tay lợ cổ tay lê dáng đầm phơm xòe ha. Trời quá đẹp, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng rẻ hết luôn. 1576 hiện tại thì em đang có cho các chị mình là 3 size. Em có cho mình size M, size L và size XL. Size M em còn 50 chiếc, size L còn 4 và XL còn 5. Hồi nãy chị nào đặt hàng hai cái vậy? Ba cái vậy? Giờ đặt hàng không thấy comment nè. Giờ đặt hàng 1M, 1L, 1XL hết tiêu rồi nè.
Rồi xem mà em còn 50, xem là em còn 4 nè, ít là em còn 5 nè. Rồi 40kg cho tới 65kg eo dưới 82 dùm shop. 40 cho tới 65kg eo dưới 82 dùm shop mã này nha. Và các bạn đáng thử xem cái mã này giá nhiêu. 229.000. 229.000 đồng thôi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em 1576 với số điện thoại cho em là được. Giá của em nó ngày hôm nay chỉ có là 229.000 đồng thôi ạ. Nhanh tay thì còn hàng còn size, còn mình chậm tay hết là nó hết hàng. Mua hai váy luôn. Trời ơi, mua hai váy có 200k thôi. Em dưới 71 nha chị Kem Kem ơi. Em dưới 71 dùng shop nha. Rồi còn mẫu em đang mặc nè, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576 nè. Đặt đơn mẫu nào này comment ngay cho em mã số 1576 với số điện thoại cho em là được luôn. Giá chỉ có là 229.000 đồng. Đặt đơn mã này luôn ơi chị. Kết thúc bài live stream nhiều khi nó không còn đâu nha. Cả nhà mình chị khách nào mới vô cho em thêm một chấm chấm bài tương tác giùm em cái cả nhà nha. Rồi, em còn cho mình đa số là size L là cầm OM là cầm mấy chục chiếc. Size L nè, 4 cái nè. Rồi XL nè, còn 5 chiếc nè, là hết luôn rồi. Trời ơi, hôm nay là còn le que vậy đó. Mai quay lại hết trơn nha. Hai lớp hai túi vải chiếc phong nha. Đây là hàng vải đẹp luôn. Vải đẹp luôn nguyên cái nằm này nè. Trời ơi, dài thường thường 229.000 đồng. Đó, mua đi các chị ơi, hôm nay năn nỉ mua không mua nha. Ngày mai ngày mốt vô hỏi em này không có đâu đó. Không. Hôm nay em năn nỉ với chiếc yêu mình thôi, mấy chiếc mình không mua đi nha. Mốt ai quay hỏi em này không biết kiếm đâu ra đâu đó. Rồi em lên cho kệ nhà mình chấm bi đi. Cái chấm bi em xe 99 cành, có giờ có thích chấm bi không? À em có chấm bi dáng dài. Em có cái chấm bi dài thường thường nè. Dài thường thường cũng đẹp lắm nè. Đang sale luôn. Để em lên ha. Rồi em đang mặc là 1576 nha. 1576 trước đơn cho em mã 1576 xuyên hợi. Ờ nó đẹp quá. Mà cái 1576 này cả nhà mình biết sao không? Mình mặc đi chơi đi tiệc, mình mặc đi đám cưới đám hỏi để dáng dài cho em. Đi du lịch để dáng dài cho em mặc ha, nhìn nó thướt tha, lên hình nó đẹp. Còn bình thường mình á, mình mặc đã đời rồi, sau rồi mình muốn mặc bình thường á, lên like cho em, lên like như vậy nhìn rất là trẻ nha. Lên like cắt ngắn cho em, đó mặc hàng ngày đi cà phê cà pháo dạo phố được luôn. Lên like cỡ tầm này nè, là quá đẹp luôn á, nghe nụ bắp chân là tầm đẹp. Đó, nhà mình thích mặc dài thì để dài, không thích mặc dài mình lên like cho em nha. Cả nhà thấy không? Cái dáng dài thì nhìn nó sang nè. Dáng dài mặc lên nhìn sang hẳn nè, dáng thước tha nè. Đó, cái mình lên like cho em. Lên like thì nhìn nó lại trẻ. Rồi, ok, bây giờ em sẽ tiếp tục lên cho cả nhà mình cái mẫu đầm chấm bi nha. Thêm một cái đầm siêu phẩm bảo đơn. Chấm xíu ở nhà nha. Đây, siêu phẩm mẫu bảo đơn mã của em nó là 1563. Em ấy thì nó ít hơn cái đầm hồi nãy một size, nó chỉ còn có hai size thôi ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563. Mình đặt đơn chút sớm cho em nha, 1563 với số điện thoại. 1563 với số điện thoại cho em còn cho mình là 2 ML ha. 40kg cho tới là 5557kg eo dưới 76 cho em, chụp ôm ném té rồi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1563. 1563 em giảm giá cho mình luôn là 239.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 239.000 đồng thôi. Mã số sản phẩm là 1563. Cả nhà đặt đơn mẫu đầm này bình luận ngay cho em luôn. Mã số 1563 với số điện thoại cho em là được luôn ha. Trời, cái này là nó quá dài luôn cả nhà ơi. Dài chấm góc của em này, em cao 1m65, đầm này mặc dài chấm góc. Nặng 50kg, cao 1m50, nặng 50kg, mặc xanh lờ giùm em ơi chị. Nhưng mà eo của chị mình bao nhiêu? Nếu như mà chị mình 50kg đi ha, thì mình phải đo cái eo. Rồi, eo của mình là dưới 70, 71 thì mình mặc cho em là size M là vừa. Còn eo trên 71 đi, eo tầm 72 chứ tới eo tầm 76 đi, thì chứ mình mặc cho em size L sẽ vừa nha. Với lại tùy phong đầm nữa, đầm nào có co giãn á thì mình sẽ ăn dây được thêm. Đó, còn đầm nào không co giãn á thì cái này là em tính là không co giãn đó. Rồi. Tiếp tục, ba eo giùm em đi chứ ơi. Đó trên rốn giùm em chỗ nào nhỏ nhất mà ở trên bụng á. Rồi, 1563 em đang giảm giá.
1563, em đang giảm giá cho các chị mình luôn, chị còn có giá tiền là 239.000 đồng 40 kg cho tới là tầm 55-58 kg, eo dưới 76, eo dưới 76 sẽ mang vừa, mã số của em nói là 1563. Chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1563 với số điện thoại cho em là được ha. Giá của em nói ngày hôm nay chỉ có là 239.000 đồng thôi. Chứ vì vậy von hàng cao cấp, vậy von thì mình cứ yên tâm nha. Vậy không những nó mềm đâu thôi mà nó còn nhẹ nữa, mặc lên nó còn mát nữa nè. Trời ơi, von hàng mình yên tâm nha. Đặt đầu von bên nhà em thì không có sợ nó bị quá mỏng đâu ha. Trời đẹp lắm luôn á. Cả nhà ơi, đang theo dõi live của em cho em xin một chấm đi, chấm tương tác bài livestream giùm em với. Các chị chấm bài thả tim giùm em với các chị yêu ơi. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số là 1563 nhé. 1563 giá của em nó là 239.000 đồng, 239.000 đồng. Ok, tiếp tục chuyển mẫu cho cả nhà mình đây nè. Ừ, đầm nào đặt hàng sớm sớm để giùm em tư vấn nha. Mã số ai rồi, em có cái đầm siêu phẩm, đầm chất liệu gì, có co giãn không, chị mới thích cho vậy, có co giãn hay chị. Vậy von chị ơi, vậy von thì nó sẽ không có co giãn đâu nha, nó có cái mềm nhẹ nè, mặt mát nè. Với lại đầm von bên nhà em thì chị mình có thể giặt tay giặt máy được mà không có sợ bị tư vải gì, chị vải luôn. Tại vì von xịn nha chị, von này dòng vải von xịn nha. Chị mình đặt đầm von bên nhà em một lần là cách mình nghiện liền luôn á. Nhất là cái von hàng này nè, đẹp lắm, quá đẹp. Rồi đây, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã đầm khác. À, cái đầm này nè chị, em có đầm này đẹp nè, váy đen. Váy đen hàng trên cùng đâu? À, cái chiếu chiếu á hả chị? Rồi, ok chứ luôn. Ok chứ yêu mình luôn, chờ em xíu nha. Rồi đây, em lên trước cho mình cái đen này đi, tại vì em lỡ thay đồ ra mất rồi. Em lỡ thay đồ ra mất rồi, em trồng trước cái này cho mình coi nha. Cái này cái đen rang nè. Cái đèn ren này là 1583 nha, hồi nãy em có sale đó, cả nhà mình nhớ không? Hồi nãy em có sale đó, size XL là em còn 21 cái và size 2XL là em còn có 9 cái à. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1583, chị nào mặc L mình đổi lấy size XL về nhà bóc eo giùm em được luôn nha. Chỗ cái em nằm này chất ren cái gì ạ? Ren đen dán xòe, tay phồng luôn. Ren đen dán xòe tay bồng. Và cái mẫu đầm này nè, khi mà các chị mình diện lên ha, nhìn mình eo o, nhìn nhỏ xíu rõ rệt như thế này luôn ạ. Dán xòe che khép vào bụng tốt. Đầm này là bao che bụng luôn. Đầm này sẽ có size từ 55kg cho tới 70kg và eo 75 cho tới eo 88. Rồi mã của em nó là 1583. Mình đặt đơn mẫu đầm này cứ việc comment ngay trên phía dưới mã 1583 với số điện thoại và giá của em đó ngày hôm nay bao nhiêu ạ? Với một cái em đầm ren siêu phẩm, chất liệu vải ren xịn luôn, hai lớp hai túi luôn, bao nhiêu ạ? 199.000, 199.000 đồng luôn. Trời ơi, quá rẻ. Chốt đơn mấy chứ ơi. 1583, 199.000 đồng nè. Mềm, ca giãn luôn. Chạy là hết đầm mềm, ca giãn nè. Đó, mặc lên tôn da gọn gàng thì chốt liền mã này. Và nếu như cái chị mình á, ví dụ như hôm nay mình muốn đi chơi đi mà mình không có biết mặc cái đầm nào, dở ra lấy cái màu đen mặc đi chơi cho em, rất là đẹp luôn ha, không cần phải lăn tăn suy nghĩ gì luôn á, dễ mặc cực kỳ. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1583 nha, em đang giảm giá cho cả nhà mình luôn, chỉ còn cái giá tiền bao nhiêu, có 199.000 thôi, rất là rẻ luôn ha. Cả nhà mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1583 với số điện thoại. Em còn cho mình hai size lớn nha. Rồi chị mình thích cái đen này phải không, đen chiếu chiếu này phải không chứ ơi. Rồi để em mặc lên cho mình coi thử nha. Còn mỗi em đang mặc mã 1583 nha. Mỗi em mặc mã 1583. Chịu là mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1583 với số điện thoại. 55kg cho tới 70kg, eo tầm 75 cho tới là eo tầm 88 thì mình sẽ mang vừa ha. Chị trung bình một chiếc 1583 luôn ạ. À. Em cảm ơn chị Minh ạ. Rồi nhanh tay lên đơn cả nhà nha. Mã số số điện thoại cho em là được nè. Tiếp tục chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mã khác. Cái mã đầm này nó hơi lạ một chút xíu. Nha chị, ren kim tuyến ha. Mã của em nó là 1613. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1613. Đầm này cái sẽ là cổ vuông tim ha. Cổ vuông tim tay lỡ vai phòng, chất liệu vải ren kim tuyến. Rất là đẹp luôn, mã 1613. Rồi em váy này là em mới về. Giá của em đó là 349.000 đồng ha. Mã số sản phẩm 1613, giá là 349.000 ha. Đó,
chất liệu vải von, có phối và cả nhờ kim tuyến, và những cái này á là em dệt bằng chỉ kim tuyến nha. Mình giặt ủi là không bay không phai, giặt ủi là không bay không phai nha mấy chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc, mã số sản phẩm là 1613, đặt đơn comment ngay cho 1613 với số điện thoại đó. Rồi kim tuyến chiếu chiếu như thế này nè, dễ thương không ạ? Tay lỡ vai phồng nha, dáng đầu phong xòe. Mã số của em nói là 1613. Cả nhà đặt đơn mẫu đồng này, cứ việc comment ngay cho em 1613 với số điện thoại. Váy này may kỹ nha cả nhà ơi, hai lớp kèm cả hai cái túi nè, khóa kẽ phía sau lưng cho chị em mình luôn. Vải hơi bị đẹp luôn á các chị ạ. À, trời ơi cái form cũng đẹp nè, vải cũng đẹp luôn đó. Dạo này thì em cũng có về cho cả nhà mình, đa số thì về cho cả nhà mình cổ vuông tim ha. Đợt trước thì cũng ít về lắm, đợt trước thì về cho mình cổ tròn, cổ sơ mi hoặc là cổ vét. Nói chung mỗi một đợt thì nó sẽ về một loạt cổ như thế này, và qua đợt rồi là qua luôn ha. Và với những cái phần cổ như vậy mình không có sợ là bị quá rộng đâu, cũng vừa phải thôi đó. Để đo may hết trơn rồi cả nhà ơi. Đó, đã xem xét kỹ lắm rồi, cái này là vừa phải dễ mặc, không sợ bị hở đâu nha. Size M bao nhiêu đây? Thì size XL với lại 2XL cũng tầm bao nhiêu đây thôi, chứ không có sợ nó bị rộng quá đâu ạ. Tay bồng bền nè, trời tay bồng nè, tay này đúng bồng luôn á các chị ạ. Dáng xòe, và với những cái em nằm mà tay phồng nè, đó, chân váy phồng thì nhìn cái eo của mình sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Mã của em nó là 1613, cái chị mà đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số sản phẩm 1613 với số điện thoại cho em là được ha. Và em váy này thì em đang sale cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 349.000 đồng, mã số sản phẩm là 1613. Đặt đơn mẫu đầm này comment ngay cho em phía dưới cả nhà nha. 1613 với số điện thoại, giá chỉ có là 349.000 đồng cả nhà ơi, 349.000 đồng. Rồi em sẽ lên cho cả nhà đầm xem 99 cành một em, không biết em đầm này còn hàng không nữa. Chờ em xíu nha. Còn có 3 cái à. Còn có 3 cái, các chị có thích chấm mi không? Chấm mi này em còn có 3 cái à. Thôi em lên cho cả nhà cái chấm mi này đi, không biết chấm mi này còn không. Chờ em xíu nha. Rồi nhanh tay thì còn hàng nha cả nhà ơi, còn chỉ cách nào mà mình đặt hàng chậm là đã hết hàng đó ạ. À, rồi ui còn hàng nè, cái đầm này còn 11 cái, em lên cho mình cái này. Còn 3 cái thì quá ít, không đủ. Rồi em chào chị Nguyễn Ngọc Ánh ạ. Rồi mẫu em đang mặc 1613 nha cả nhà, còn muốn em lên mẫu nào nữa ạ? Cả nhà còn muốn em lên mẫu nào nữa ạ? Để em lên đầm cho mình luôn. Còn mẫu em đang mặc mã là 1613 ha, đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã 1613 với số điện thoại cho em là được. Giá là 349.000 ha, 349.000 đồng. Rồi đây, thay tiếp cho các chị mình cùng xem mã khác. Mã này thì em giảm giá cho mình luôn ha, chỉ còn có giá là 99.000 thôi. Mã của em nó là 1503 ạ. Đầm em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1503. Em váy này thiết kế sợi cổ tim ha. Cổ tim tay lỡ nè, ôm eo nè, dáng xòe. Rồi phần eo sẽ có phối cho cả nhà mình đính đá như vậy luôn, dáng nằm xòe xòe. Máy nó may hai lớp kèm luôn cả hai túi. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1503, giá 99.000 đồng. 1503 giá 99.000 đồng. Chỉ khách là mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới mã 1503 với số thoại cho em là được ha. Giá chỉ có là 99.000 đồng thôi. Ưng ý mẫu đồng này nhanh tay lên đơn sớm nha em nha. Chất liệu vải von và có phối cho mặt cả nhà mình chấm bi bông bông như thế này. Bông nó sẽ nổi bông như thế này nha, rất là đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1503. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số 1503 với số thoại phải êm lắm, mềm mặt mát rất là êm luôn. Hai lớp nè, kèm cả hai cái túi như thế này luôn, có khóa kéo luôn ha, em có đính đá lấp lánh như vậy luôn. Xinh chưa cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Mã số của em nó là 1503, 1503 cho shop. Quá đẹp cả nhà, chỗ cái bông bông này nè, mình giả ủi là không bay không phai nha em, còn cho mình xem mờ ha. 1503 dùm shop, 99.000 đồng một váy, 99 thôi cả nhà ơi. Vậy còn nó lạ lắm, vậy còn nó rất là lạ, rất là đẹp luôn. 99k dùm em nha. Mã của em nó là 1503, mã của em nói là 1503. Mình đặt đơn comment ngay trên phía dưới mã 1503 với số điện thoại. Nho, cơm nho, bún nước tương. Hả? Bún nước tương. Rồi, 1503 với số điện thoại cho bà được nha cả nhà. Chúc ngay trong bài live stream ngày hôm nay ha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã đầm khác nữa ạ. Ơn đầm nào đặt hàng sớm sớm để dùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Rồi, 1503 là 99.000 đó cả nhà ơi. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mã khác. Em lên cho mình cái đầm này đi.
dáng maxi siêu dài luôn, 159 ngàn. Dáng maxi siêu dài cho các chị mình luôn, giá chỉ có là 159 ngàn đồng thôi. Rồi đây, mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1551 ạ. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1551 ạ. Đẹp nha cả nhà ha. Đầm này chất liệu vải von hàng. Mình mua váy của shop, muốn đổi thì sao shop ơi? Rồi nhắn tin cho bên em đi chị Nguyễn Hằng ơi. Chị Nguyễn Hằng muốn đổi mẫu nào ạ? Muốn đổi mẫu hay là mình muốn đổi size? Mình nhắn tin cho bên em nha. À chị yêu ơi, mình à, chị Nguyễn Hằng ơi, em nói này nè, chị mình eo bao nhiêu với lại chị mình đa mình đặt size gì vậy chị? Chị eo bao nhiêu vậy chị, và chị đặt cái size nào mà bị chật vậy, chị cho em xin thông tin nha, để có gì em dễ tư vấn. Rồi em cảm ơn chị yêu mình nha. 1551 nè. Các bạn gửi cho mình size gì mà mình bị chật vậy chị? Rồi em lấy này 159 ngàn ha. Rồi 1551. 1551, đầm này thì 40kg cho tới 55-57kg, eo dưới 76 giùm shop nha. Cái đầm này eo dưới 76 giùm em. Mà em nói là 1551 ha. Đầm này chất liệu vải von cả nhà nha. Của sơ mi nè, tay dài nè, tay phồng cho mình luôn. Ôm eo, dáng đầm phong xòe, chất liệu vải von hàng. Màu này thì màu của em nói là màu trắng kem ha. Màu trắng kem và có phối nha cả nhà mình. Những cái họa tiết chạy theo chiều dọc trên thì vải như thế này nè. Đó, họa tiết lạ hơn có chị ơi. Đầm này em mặc dài tới cổ chân ha. Rồi mẫu em đang mặc mã số sản phẩm là 1551. 1551 hôm nay em sale rẻ cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 159.000 đồng thôi. Đặt đơn mẫu đầm này của em cứ việc comment ngay trên phía dưới. Mã số sản phẩm là 1551. Mã số sản phẩm 1551, kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Chị khách nào mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Mã số điện thoại cho em là được nha cả nhà ơi. Chúc ngay trong bài live stream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài ạ. À, chị khách nào mình đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Mã số điện thoại cho em là được. Mẫu đang mặc cho người mã số là 1551. 1551 sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Giá chỉ có là 159.000 đồng. Rồi 159.000 đồng các chị yêu nha. Chuẩn bị em thay tiếp cho mình mã khác nha. Mình đặt đơn nhanh cho em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. 1551 với số điện thoại cho em là được nè. Trời ơi đẹp quá. Quá đẹp luôn các chị ơi. Cái mẫu đầm này thông nha, ta đặt hàng hết ổn nha. Em lên cho cả những sơ mi hoa nhí nha. Em có cái em đầm sơ mi hoa nhí là hơi bị dễ thương luôn nè, đủ size. Và em đang có một cái chương trình sale lớn á, sơ mi hoa nhí màu hồng. Nãy giờ em chưa có lên cái đầm nào hoa màu hồng đúng không các chị ạ? Giờ em lên cho mình cái đầm hoa màu hồng đi ha. Rồi còn mẫu em đang mặc mã số của em nó là 1551 cả nhà nha. Giá là 159.000 ha. Mình chốt đơn cho em mẫu đầm này liền ạ. Mã của em nó là 1551 với số điện thoại. Giá của em nó là 159.000 đồng. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã đầm khác nữa ạ. Đây. Lên luôn cho các chị mình đầm sơ mi hoa nhí. Rồi mã của em nó là 1586 ạ. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1586. Em váy này thiết kế sẽ là cổ sơ mi ha. Cổ sơ mi tay ngắn, vai phồng nhẹ này, dáng đầm phong xòe nè. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1586. Chị khách nào mình đặt đơn cứ việc comment nghe trên phía dưới nha. Mã số 1586 với số điện thoại cho em là được nha. Chất liệu vải von hàng, nền đen phối hoa, hai lớp kèm luôn hai túi nha. 1586 với số điện thoại cho em là được ha. Mẫu đang mặc cho người mã 1586. 4 size cho cả nhà dễ chọn luôn. Em đang có cho các chị mình size M và size M là XL và là cả 2XL luôn. 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và em tối ra thì em tầm 85-86 độ về. Cả nhà sẽ mang đẹp thoải mái luôn cho em ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1586. 1586 đang có full size đó cả nhà ơi. Hôm nay sale rẻ luôn 299.000 đồng ha. Đây cả nhà nhìn giùm em nè. Nền bảy màu đen nè. Và có phối cho cả nhà mình hoa như thế này. Hoa nhỏ vừa nè, hoa nhí nè, trải đều trên này vải này dễ thương ghê chưa. Phần tay thì em sẽ may cho mình một lớp nha. Thân váy thì em sẽ may kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp luôn, kèm cả hai cái túi như thế này nè, xòe xòe nè cả nhà ơi. Váy rất là mềm, không những váy mềm đâu thôi nha, váy còn nhẹ nè, mặc lên rất là mát. Cầm cái 65 mặc dài nổi bắp chân như thế này đó. Tính là cái đầm này nó không có bị ngắn đâu cả nhà, nó cũng khá là dài nữa nha.
Em mặc như vậy em thấy nó khá là dài đó, cao mấy 65, đầm này mặc dài ngang đầu bắp chân nha. Chị Diễm Phạm có size XL không shop? Riêng mẫu này em có đủ size luôn á chị. Đây em đang mặc trên người cái size M nè. Còn cái em đang cầm là cái size 2XL này chứ ơi. Cái em đang cầm là cái size 2XL nè. Đó đẹp ghê chưa? Mã của em nó là 1586 nha. Mình đặt đơn mẫu này comment ngay cho em nha, mã 1586 với số điện thoại cho em là được ha. Em chốt ngay trong bài live stream ngay ngày hôm nay nha chị ơi. Và đầm von á thì thường thường là em sẽ may cho cả nhà mình là tới tận 2 lớp lận. Đầm von nào cũng là 2 lớp cho cả nhà mình luôn ha. Rồi cái váy này có 2 túi nữa nè, xinh ghê chưa. Chị khách nào thích mặc đầm có túi thì chốt liền cho em mẫu đầm này nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1586. Đặt đơn mẫu đầm này cứ việc comment ngay cho em luôn, mã 1586 với số điện thoại cho em là được ha. Em xem ngay trong bài live stream ngày hôm nay ạ. 1586 giá chỉ có là 299.000 đồng thôi, 299.000 đồng. Cả nhà ơi, chị nào đang theo dõi live stream của em, cả nhà trang xin một chấm chấm bài tương tác đi ạ. Đang theo dõi live stream cả nhà chấm bài tương tác giùm em cái nha. Ưng mẫu đầm nào bình luận khai cho em nha. Mã số điện thoại cho em là được luôn ạ. Trời ơi quá trời đầm siêu sale siêu rẻ luôn nè. 1586 nguyên cái đầm sơ mi luôn. Bình thường các chị mình đi may đi giá của em nó cũng phải 4-500. Hôm nay em sale rẻ cho các chị mình luôn có 299.000 đồng thôi. Đó, thành phẩm cho các chị mình 299.000 đồng. Mà nguyên một cái em đầm mà hả, sơ mi hoa nhí nữa, rất là dễ thương luôn ha. Rồi đặt đơn mẫu đầm này cứ việc comment ngay cho em phía dưới, mã số sản phẩm 1586 với số điện thoại cho em là được ha. Em sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay cả nhà ơi, chỉ cần có giá tiền là 299.000 đồng thôi ha. Chỉ cần có giá tiền là 299.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình cái mẫu khác nữa đi. Qua luôn hả? Tưởng nó còn ấy tóc nữa chứ. Nguyêu đâu, từ từ mình tỉnh. À cũng được. Rồi vậy thôi, vậy em qua mẫu nha cả nhà ơi. Yeah. Nhảy dây. Hello các chị yêu ha. Rồi tiếp tục em có cho mình một cái đầm sơ mi. Trời ơi, này dáng maxi nha, dài chưa. Em cao mét 6 là tới cổ chân luôn. Hôm nay sale tri ân mẫu váy đang mang cả nhà ơi, siêu rẻ. Em chào chị ngoại, ngoại Vi nha. Chào các chị yêu mới vào nè. Đeo điện thoại đơn giản. Rồi đầm em mang sẽ còn 2 size cuối cho mình nha. Mã số giúp em là 1563. Cái chị yêu mình biết cách đặt hàng chưa nè. Cái chị biết cách đặt hàng chưa? Mình đặt hàng cho bên em á là bình luận cho em là mã kèm cho em cái số điện thoại nha. 1563 nè, trời ơi có 239.000 đồng thôi, quá là rẻ luôn. 239k đồng em mang luôn, quá xả rẻ. Chị nào ưng phải chốt đơn liền. Hàng sẽ được giao đến tận nơi, hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán nè. 100% chuẩn mẫu cho em luôn. Xịn chưa, sơ mi ha. Những cái mẫu mà có cổ như thế này em thấy mình mặc đi làm, đi chơi, du lịch chụp hình đều sang. Tại kiểu nó vừa lịch sự kín đáo nữa đó. Size L bao nhiêu tiền? À, cũng 239.000 chị. Khi nào mà mình mua mã khác á, mỗi mã nó mỗi giá khác nhau nè. Chứ còn cùng cái mẫu em mang thì cũng cùng giá tiền ha. Cùng mẫu em mang thì cũng chỉ có là 239k thôi. Đây, sơ mi B. Form của nó dài, em đứng xa xa mình thấy hết cái dáng đầm chưa. Em cao 1m60, mặc là sẽ dài tới cổ chân. Đó, ai mà thích những cái form đầm dài như vậy thì em vẫn còn nha. Em còn mấy mẫu dài cũng đẹp lắm. Đợi thêm chút nữa em lên thêm cho mình xem. Hay là cái chị yêu có nhu cầu muốn xem đầm như nào, có nhu cầu muốn xem đầm như thế nào thì mình cũng có thể là bình luận bên dưới cho em ha. Thì em sẽ lên theo yêu cầu cho nó dễ nha. Em cao 1m6, nặng 50-52kg thì ở đây là em mặc size M nha cả nhà. Số đo đầm này cũng khá là thoải mái đó. Size M eo tầm 72 đổ về cho em chút đơn ha. Von chị, von nha chị Thơ ơi, đầm này đầm von. 1563 em mặc đây, chất liệu của nó sẽ là von nè, mềm, mát, thoải mái. Hai lớp nha, không mỏng, không có túi. Em này thì không có túi nha, sơ mi mà có túi thì sẽ có kiểu khác. Còn cái em mang thì không có túi ha. 1563. Ôi em chưa ghim giá ha, đây để em xíu. Có 239.000, em nói luôn chưa đủ tiền vải đâu. Thật sự bao giá toàn thị trường luôn. Nhận hàng là mình còn được kiểm tra trước thanh toán nữa nè. Đó, giao đến tận nơi, hỗ trợ cho các chị xem hàng nha. Lấy mẫu em mang trước, mã số là 1563. Rồi ai xem livestream của em mình cho em xin một dấu chấm tương tác. Ai xem livestream cho em xin một dấu chấm tương tác với chị yêu ơi. Ê, khoan, hết nước tường. Trong tủ đâu có dành nước tường, lấy xuống đây. Nhà hết dưới nước hết tường rồi. Rồi em mặc đây, mã số là 1563 nha cả nhà ơi. 1563 chuẩn bị. Thằng này thì tao cũng xịt với thôi.
ăn đại vậy đó. Chứ nhiều đồ có gì đâu. Là bún dính tương hả? Bún dính tương với tổ chiên, trứng chiên á. Ừ. Bỏ trứng với tương ớt vô, ăn đại đại. Những cái nấu mì không trời? Có rau đúng không? Ăn trong có rau. Thì từ ngày thôi nha, không biết nè. Xiên quá giờ nấu. Rồi, ôi trời đất ơi, sao cái này nó dựng dữ vậy? Em mặc trên người đây, mã số là 1563 nha cả nhà. 1563, ngày hôm nay chúc đơn cho mình luôn. Mỗi này là 239 rồi, em qua mẫu ha. Tiếp tục em sẽ có chỗ cái đen đỏ này đẹp quá trời mà còn đây ta. Qua còn có hai đơn, hàng biết soạn chưa ta. Rồi qua mẫu ha, lên tiếp cho mấy chế của em một cái đầm. Mình có thích đầm dạ hội hay là đầm kiểu như thế nào không? À, hoa thêu đi. Lên một cái đồng hoa thêu đi tiệc nha, xịn chưa? Lên một cái đồng hoa thêu cho mình đi tiệc nè. Chị yêu nào đang xem livestream của em cho em xin một dấu chấm là nhà ơi, xem live chấm bài cho em nha. Em chào chị Thanh Lan nè. Bao nhiêu tiền một đầm vậy shop? Dạ tùy chị yêu ơi, tùy đầm hôm nay em sale là từ 99 nè. À, 100, 200, 300 ha, tùy đồng. Mình ưng cái nào thì em sẽ báo giá. Em mặc đồng nào cũng sẽ có báo mã số nè. Rồi cái cách đặt hàng cũng như là còn bao nhiêu size ha, để các chị lên đơn cho nó dễ. Cứ chốt đúng mã kèm số điện thoại cho em là được rồi. Đây, em sẽ qua cho mình xem thêm một cái đầm hoa thêu đi. Bây giờ chuẩn bị đi tiệc lấy cái hoa thêu này cho em nha, phân khúc trung niên. Thì cái mẫu này là quá sang chảnh. Rồi 1588 đi. Chị nào thích hoa thêu không? Em này là hoa thêu nổi luôn á. Cái cánh hoa nó sẽ nổi phía trên cho em luôn nè. Dạ bên em giao hàng toàn quốc nha. Chị Nguyễn Tiên ơi, mình cứ coi livestream nè, xong rồi mình thích cái đầm nào ha, shop sẽ giao đến tận nơi. Trước tiên là sẽ tư vấn size, tư vấn size cho mình, sau đó em sẽ giao hàng đến tận nơi. Rồi hỗ trợ cho cái chiêu của em là xem trước thanh toán. Đây em này mã số là 1588 nha. Đầm em mang thì cái chất này nó có co giãn nhẹ nhẹ nè. Chị nào thích mặc mấy cái đầm co giãn thì lấy cái này. Em còn mấy cái co giãn tốt hơn luôn, có đầm co giãn đeo 90-95 luôn á. Đầm này của em sẽ được sale là 369 1588 nha. Hoa thêu đi tiệc cho em. Hôm nay shop sale cho mình luôn, váy đang mang sẽ là 369k nha, 369k. Chị yêu nào ưng thì chốt liền. Chị yêu nào ưng thì chốt liền cho em mẫu đầm này ha, 369. Lên đơn cho em mã kèm số nha, mã kèm số điện thoại cho em là được nè. Rồi, 369k cho em mẫu váy đang mang nha. Mã số giúp em là 1588. Đó, chút cứ chút mã kèm số thôi, dễ lắm, không cần phải qua trực tiếp cửa hàng đâu. Hôm nay mình chỉ cần ngồi ở nhà coi livestream đặt đơn thôi, rất là đơn giản. Nè, em mặc cái mẫu này mình thấy không, nó còn dư nè. Đó, em này size M là eo phải tầm 72-74 luôn cô. Nè, thấy em mặc còn dư cả khúc không? Mình cứ đo thông tin cho em như là cân nặng, chiều cao, số đo 3 vòng. Rồi em sẽ tư vấn cái size cho mình ha. Yên tâm là vừa đẹp thì em mới chốt, chứ không phải là giao đại đâu. Nên các chị không cần phải lo nha. Ví dụ như mà cái đầm đó mình thích mà không có vừa là cũng không có lên đơn, là không có mất tiền ha. Váy em mang không có màu khác nha chị Huỳnh Dương. Váy em mặc đây kiểu hoa thêu á. Như ở đây mình thấy nó nhiều đầm đúng không? Ở trong còn một xào đồ nữa, nhưng mà chỉ có đống cái này là hoa thêu thôi, không có cái hoa thêu màu khác nha. Duy nhất một mẫu em mang chất liệu là thun dập sống và có hoa thêu nổi phía trên, thêu chứ không phải đính keo, nên các chị sẽ không sợ là nó bị rớt ha. Đính keo sợ rớt chứ còn thêu thì mặc bền, mặc chắc luôn, mặc khi nào chán thôi, chứ còn không có rớt được cái hoa này của em đâu ha. 369k full size tới 65-67 kênh vừa nè. Đầm này full size cho mấy chế luôn, 40 cho tới là 65-67 kênh mặt đẹp cho em luôn. Chút mã kèm số điện thoại cho em ha, 1588. 1588 và kèm cho em cái số nha. Đầm nào cũng muốn mua. Chốt đơn liền, hôm nay sale rẻ mà. Em còn nhiều đầm sale 99 lắm. Mấy chị mà size nhỏ nhỏ cỡ tầm size S, size M nha, là em nay em nói là hôm nay mấy chị ơi vẫn còn rất là nhiều váy cho mình luôn ha. Chỉ sợ là hổng giờ là săn sale hết rồi. Đó, chứ còn mấy chế mà chưa từng săn sale như em thì hôm nay bao la đầm sale chỉ từ 99 ngàn. Đó, lựa mẫu nè, lựa size,
lựa size vừa cho em thôi, còn về chất thì em bao. Nhận hàng là nhà em hỗ trợ cho các chị yêu là xem trước thanh toán. 100% chuẩn mẫu ha. Livestream như nào khách nhận phải giống, không giống là hổng lấy tiền. Ok chưa? Nghe câu này là thấy yên tâm được phần nào ha. Hello chị Vân Lê. Dạ màu đen, em mặc là váy màu đen, đợi em xíu. Ây da. Rồi, em mặc là váy màu đen, trẻ ơi, màu đen mặc sang, tôn da gọn dáng thì cứ chốt màu đen cho em, không bao giờ lỗi thời. À, có túi nè, chất thun dập sóng, phong đầm xòe nhẹ nhàng, có mang kèm hai túi, xịn không? Rồi, chị nào có nhu cầu muốn xem hoa nào phía sau, mẫu nào phía sau mình, bình luận cho em ở phía dưới. Em sẽ mặc lên form cho mình coi cho nó dễ, thì nhiều khi là treo đó chưa thấy rõ. Đó, muốn coi thì cứ bình luận cho em rồi em lên form cho mình coi ha. Đây, em mang là 369.000 ha, mấy chị đi tiệc mặc xinh nè. Em chào chị Thanh Thúy nha, eo 70 size M thôi là được rồi. Eo 70 size M cho em được rồi chế ơi, tại vì cái này nó co giãn tốt lắm nè. Eo 70 cái đầm này là size M, eo 772 vẫn được luôn á. Cái đầm em mặc đây là size M, là eo tầm 72 vẫn còn ok luôn nha. Chốt đơn cho em mã số này là 1588 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. 1588 kèm số cho em ha, giá sẽ là 369. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. 369k đầm em mang siêu co giãn, co giãn vừa vừa chứ không có siêu. Siêu co giãn này sẽ có cái khác nha. Để chúng em lên cái khác co giãn hơn cho. Mẫu này cũng co giãn xương xương. Co giãn xương xương cho quý chị ha. 6567 kênh vào ok đó. Chúc giúp em mẫu này là 1588 nha. Rồi em thấy chị Tường Vi nè. Em thấy chị Tường Vi có muốn em mời giới thiệu mẫu nào khác thì cứ bình luận phía dưới giúp em ha. Rồi tiếp tục em có cho mình đây. Chị nào size M không? Em có cái mẫu này đang sale có 99k thôi. Lộn cái rồi, các em mặc hay mặc đâu rồi. Em có cái mẫu này đang sale có 99k thôi này chị yêu ơi. Này. Nhưng mà em này thì dành cho những chị nào size M nha. Size M. Eo tầm 65-66 đổ về cho em thôi. E6566 quay đầu cho em chốt đơn ha. Mã kèm số điện thoại. Hàng sẽ giao đến tận nơi nha. Hỗ trợ xem trước nè. Bao nhiêu tiền là được miễn ship phải shop? Dạ tổng 600 ha. Tổng 600.000 đồng hôm nay là các chị yêu sẽ được free ship đến tận nơi luôn. Hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha. Đó, yên tâm chưa? Ưng cái nào cứ đặt đơn cho em là được rồi. Em sẽ tư vấn size trước khi giao rồi cho mình xem hàng luôn. Không đẹp không giống, hổng lấy tiền. Nay săn sale giá quá rẻ. Quý chị khách mới tranh thủ vô mua thử coi form coi chất làm sao. Hợp ý mình hơn rồi mốt em về hàng mới mình vô về săn tiếp. Đây, 1524, mẫu này em còn size M thôi. Tiếp ghê luôn á, sơ mi luôn à. Sơ mi 7 tôn mềm mát cho em, hoa nhí nhí dễ thương chưa. Rồi, size M cho em thôi ha. Đầm này em chỉ còn size M nha cả nhà. 40 cho tới là 50. 40-48 kênh đi. 40-48 kênh mặc xinh cho em ha. 1524 em còn size M nha. Vài đơn cuối chốt luôn cho em mẫu này. 99k. 99k nha. 1524 mã số là 99k cho em. Xin hồng. 99k. À đúng rồi chị ơi, đầm có cỡ, em này là đầm sơ mi đó, đầm sơ mi ha, tranh thủ đặt sớm nè. Shop sẽ giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng nha. 1524. Ủa đâu rồi? Đợi em một chút nha. Tôn chị ơi, tôn chị Anna ơi, cái này vải tôn mềm lắm. 24 size M chị Thanh Vân nè. Ok, chị Thanh Vân mình cho em cái số điện thoại nha. Cho em cái số điện thoại của mình để shop có thể là chọn size nè, tư vấn cho mình ha. Cái cổ này nè mình tùy chỉnh được cho em luôn nè. Ví dụ em thì em thấy là em như may như vậy là mấy chị mang cũng được rồi. Còn chị nào thích kính hơn thì mình về nhà nhiếp cho em xíu đó. Tại cũng có mấy chị thích mặc kính. Mà em thấy kính quá nó cũng có đẹp. Kính quá nó cũng không có được đẹp ha. Vừa vừa thôi. Nói thật ra là không cần chỉnh đâu. Cũng đã ok rồi đó. Rồi 99k cho em luôn. 1524 ha. 1524 40-50 cân cho em nè. 40-50 cân cho em nè. Xin học. Lấy màu em mặc đây chút 1524 kèm cho em cái số. Đây có cái nào ta. 1524 kèm cho em cái số nha. Rồi qua mẫu. Lên đầu nào đây ta. Có muốn coi mẫu nào phía sau không? Bình luận cho em biết nha. Chứ em không biết là mình thích cái nào đâu. Đó, phải bình luận cho em mới biết được.
không thôi là mấy chế cứ im lặng xem livestream cái em lên mấy cái mẫu không phải gu của mình nữa, mất công mình phải chờ đúng không? Đó là nhanh hơn thì mình còn muốn coi cái nào, mình nói cái em lên luôn ha, nó đỡ mất thời gian hơn, đỡ phải chờ. Chị Hà Mỹ ơi, 57 kênh hả? Vậy không vừa cái này rồi. 57 để em kiếm cái khác cho. 57 em có cái chị thích màu trắng không? Nè em có cái này. Đây. Cái sơ mi này nè chị yêu ơi, 57 kênh chốt cho em cái này đi, trắng súp ly này nè. Em này chỉ có 150 thôi. Em này chỉ có 150 thôi mà có size từ 50 tới 65 kênh luôn. Là còn tới 3 size luôn á. Này là em xem tri ân ha. Đó, size to, size nhỏ gì cũng chốt đơn được luôn nè. Có 149.000 cho em thôi đó. Rồi. Rồi đây cả nhà ơi, mẫu này cho em mã số là 1461 nha. Sơ mi em này chất von nè. Hôm nay lễ hàng rồi. 1461 rồi. Em còn 3 size ha. Shop còn 3 size cho mình là size L, size XL với size 2X. Ờ, chị Nhung Lê, cái đó nó coi dễ nhẹ nhẹ thôi chị yêu ơi, chứ không có tăng lên được mấy cent mỗi size đâu. Cái đó nó chỉ coi giãn nhẹ nhẹ thôi chị Nhung Lê, phải tôn á ha, nó mềm mát thôi chứ độ coi giãn thì không có cao bằng mấy cái khác. Nên là em của nó cũng cỡ tầm số 870 thôi. Em đầu số 870 cho em, nói chung tầm size S đầu size M mặc xinh á. Rồi em mặc thì đây, cái mẫu này thì em sẽ có size tương đối hơn, 50 tới 65 kênh cho em chốt mẫu này được nè. Để xếp ly ha, xếp ly toàn bộ chân váy cho em xè phồng nè. Đó, có dây cột eo. Mẫu này mới dễ không sợ là nó bị rộng. Đó, ai mà hơi rộng nè, cột vô. Mà hơi rộng cột vô cho em ha, cột trước hay sau gì cũng được. Dây eo sẽ được may cố định hai bên. 149.000 luôn. Trời ơi, giá này mà còn không đặt là tiếc nữa. Hàng về chỉ có là số lượng nhất định thôi, khi mà em bán hết là em lại về kiểu khác, chứ không có về thêm, không có về thêm cái kiểu này. Thành ra là có nhiêu là em chỉ sale bấy nhiêu thôi đó. 149k mà coi cái đầm nè, xe rộng luôn. Hai lớp cho em, bộ này chất von này sẽ có lót ở trong ha. Nền trắng là thấy dễ trung sáng da rồi. Đây sau lưng khóa kéo nè. Đây, ai thích dễ trung không, thích tươi thắm thì chốt giúp em mẫu này ha. Chỉ với 149.000 đồng có váy sơ mi mặc đi làm đi chơi gì cũng đẹp. Giá đang sale 149k. Rồi chốt đơn cho em mã này là 1461. Được chị Huệ ơi, 57 kênh cái này ok hơn nè. Mẫu này dưới 65 kênh cho em là có hàng. Tại vì em chưa biết số đo mình bao nhiêu á, nên là em cũng chưa có chắc ăn được cái size ha. Mình đo cân nặng chiều cao số đo 3 vòng cho em đi, rồi em chọn size cho nó dễ. 1461 nha. 1461 149k. 1461 149k cho em. Váy đẹp chị. Nói chung là mình thấy cái nào ưng nè, đó, thấy cái nào ưng nè, hợp gu của mình thì mình chốt thôi. Tại vì thật sự luôn thì cũng tùy vào cái thẩm mỹ của mỗi chị nữa. Em là chị đảm bảo cho mấy chị đó là mặc sao giao vậy. Đó, mình có like ưng thì nhận hàng cũng sẽ ưng thôi. Đó, em chỉ đảm bảo được cái là chuẩn mẫu thôi. Chứ còn cái nào đẹp hơn cái nào thì cái này là tùy gu mỗi chị ha. Rồi, em mặc sao là em giao vậy nha. Đây, mẫu coi live stream sao là nhận hàng y chang đó. Em chơi phía sau một cái. Em có chơi phía sau một cái nè, cũng y chang cái em mặc luôn ha. Cùng một nhà may ra mà. Ok, chị Trang Trần, chốt về chị Trang Trần ha. 1461 kèm số điện thoại luôn. Sơ mi nha, đồng có cổ nè, sang trọng lịch sự lại còn kín đáo nữa. Tính ra em này đi chơi được, đi làm được, quá tiết kiệm. Mua một đồng nhưng mặc được rất là nhiều dịp luôn ha. Có lót ở trong không mỏng, sau lưng khóa kéo ẩn cho em nè. Đó, 149.000 luôn và size to cũng có nha. Rồi, ai size to nè, khoảng 64-65 cân chốt đơn cho em. Mã sẽ là 1461 nha, 1461 kèm số điện thoại. Chúc cho chị Trúc Ly đồng em mang. À cái này hả chị, cái này họa tiết nó hơi, nó sao ta, nó lạ mắt á. Cái họa tiết nó khá là lạ mắt, mình xem cho em nè. Em gọi cái mẫu này là họa tiết hình học tại vì nó nhiều hình quá. Ở trong có lót này mấy chị thấy không? Đó. Đây, họa tiết nó như này nè chị ơi. Nói chung là em này kiểu lạ đó nha, độc lạ. 149.000 đồng thôi, không dừa tuổi đâu. Em này cái màu với cái họa tiết với cái kiểu may ha, xếp ly nữa là mà không sợ dừa tuổi. Trẻ trung hay là trung niên gì may cũng đẹp cho em nha. Rồi qua mẫu nè, có cái nào nãy giờ chưa lên không? Mình nghĩ nghĩ coi là cái mẫu đằng sau này có muốn em lên cái nào thì em lên cho mình nè. Rồi, lên tiếp cho mấy chế một cái đầm. Nè, size nhiều quá ha. Chị nào mà size nhỏ nhỏ nha.
Ai mà size nhỏ nhỏ nha, nhắn em lên mấy cái size nhỏ size 99 ngàn cho mấy chị. Giờ em lên thì sợ mấy chị mà không vừa. Đó, ai size nhỏ thì nhắn em luôn. Rồi, à, em có cái sơ mi đi. Có cái sơ mi, ủa mặc chưa ta? Nè, em có cái sơ mi tay lưới này nè, còn size to nè. Mà hôm nay cũng sale luôn. Cái tay nó sẽ có phối lưới kim tuyến nè. Đây, dễ thương lắm. Tay là sẽ có phối lưới kim tuyến, hai vòng trong thân đầm thì nó là màu đen. Màu này thì không có sợ là kén dáng hay là kén da gì đâu. Em thấy mấy cái tông màu đen là chị nào mang cũng được. Trẻ trung hay là trung niên gì mà cũng xinh hết trơn á. Rồi, dạ chút ở trên like chị yêu ơi, ngoài like không có giảm giá nha. Cũng là cái váy em mang nhưng mà qua shop thì hơn 400. Trong khi hôm nay mình nè, ở nhà đặt đơn thôi. Hôm nay mình ở nhà đặt đơn thôi. Sale cho mình luôn mẫu đang mang giá bao nhiêu tiền với chế? 149. Rẻ hơn rất là nhiều ha. Rồi đây tiếp theo. Tiếp theo em có một cái mẫu đầm này cho mình. Đây. Em này mã của nó sẽ là 1542. 1542 ngày hôm nay em còn hai size là XL với lại 2X á. Ui, XL còn có một đơn hà. Rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị còn có một size thôi, chị nào không nhanh tay là hết nha. 199.000 cho em. 199.000 cho em con đầm này luôn, xin không? Đầm sơ mi nha. Cái tay nè, lạ ha, cái tay phối lưới kim tuyến. Có mình em này là tay phối lưới rồi đó, đính kèm hàng cúc trước nè. Rồi, em này size to. Em này sẽ dành cho những chị yêu nào từ 55 tới 65 cân. Trong đó size XL em nhắc lại là còn một cái thôi. XL là khoảng 55-60 á, là em chỉ còn có một đơn nữa thôi ha. Hết đơn này là sẽ còn 2X nha. Nay mà chị nào size XL chốt đơn một cái là bắt đầu à, từ ngày mai là mấy chế sẽ thấy em giới thiệu cái này là chỉ còn 2X. XL còn có một cái à, chủ yếu là 2X em vẫn còn ha. 2X thì em còn khoảng tầm đầu trên dưới cho em là 50 đơn size 2X. Mà XL thì còn đúng một đơn thôi. Dạ được chị, em này form này to nè. Chị nào size mà tròn tròn có bụng ha, cỡ tầm 67-70 cân mà mình cao cao một xíu nha, thì cái mẫu này eo tầm 90 cho em. Đây, một em đầm size to cho mấy chị đây, eo 90 quay đầu. Cái này size 2X, eo 90, eo 88 mặc xinh, còn hết cỡ là 90 cho em luôn. 1542 nha, có 199.000 thôi đó, mà chất đẹp lắm. Em này chất của nó là vải tuyết mưa cả nhà, chất nó kiểu nó dày dặn ha, vải dày dặn nhưng mà mềm nha, mềm chứ không bị là kiểu thô cứng hay là khó chịu đâu. Em chào chị Thu Ba, size M hết rồi chị Thu Ba ơi, em còn size XL 2X nha, còn hai size là XL và 2X. Phía trước là sẽ có phối in hàng cúc nè, cúc này em chỉ đính cho đẹp thôi, cho nó có kiểu thôi chứ không cần phải tháo nha, mặc là không cần tháo cái cúc này đâu, mặc là kéo khóa sau cho em thôi. Đây, kéo khóa phía sau lưng nè, mặc là kéo khóa phía sau lưng cho em ha. 199.000 mà coi đẹp chưa mấy chị? Đó, cái tay kim tuyến này nè, lưu ý giúp em là em sẽ có hai loại kim tuyến luôn. Một là kim tuyến nhỏ nhỏ như em mang, hai là cái kim tuyến to này. Và cái này thì em sẽ giao ngẫu nhiên chứ mình không có lựa được ha. Tại biết sao không? Khi mà em gấp cái gói hàng á, cái tay nó giấu ở trong vầy nè. Đó, nên là không có thời gian để mà khui từng cái đâu mà lựa cái tay được cho mình. Thì cái này mấy chị hoan hỷ giúp em là cái vòng tay sẽ giao ngẫu nhiên là kim tuyến to nhỏ, nhưng mà yên tâm. Kim tuyến to nhỏ gì cũng đẹp hết trơn á. Đó, đều lấp lánh ha. Ok chị Hồng Nhung chốt 1542 size 2X cho chị luôn. Rồi, lên đơn sớm để em tư vấn nha cả nhà ơi. Có 199k một cái đầm đi tiệc, đi chơi, đi đâu cũng được. Đi bất cứ đâu. Mẫu này mặc đẹp nha, đi bất cứ đâu mà cũng đẹp cho em luôn ha. Màu này là không lo là kén da gì hết trơn á. Rồi, hôm nay sale cho mấy chị yêu của em giá là 199.000 đồng nha cả nhà, 199k. Rồi, nhanh nha, nhanh tay nha, sắp hết rồi, tranh thủ giúp em. 1542 kèm trên cái số điện thoại nha. Size 2XL là còn tương đối hơn. Còn chị nào size XL là phải nhanh một chút xíu, em chỉ còn có một đơn thôi đó, báo trước rồi nha. Mai mà hỏi em là ủa sao cái đầm này hết size của chị, em không có trả lời được đâu đó. Rồi, tiếp theo em có cho mình một cái đầm, trời cái vest này. Cái vest này có chị nào vừa không? Cái em này size S này mới chế, sale có 79.000 thôi đó. Nó hơi mini nha, này tầm size S cho em tầm 40-45 cân thôi. Cái mã này form khá là nhỏ nha, 40-45 cân cho em mấy chị mặc xinh nè. Chị nào mà tầm size S chốt đơn cho em cái này nha, mini nhỏ xíu chút cái này. 79.000 đồng luôn, tại nó nhỏ quá nên em sale luôn 79k. 79k nha, còn 2-3 cái gì đó thôi hả. Đó, đẹp lắm.
đẹp, form đẹp, chất đẹp, mà chỉ có cái là nó hơi nhỏ một xíu thôi. Rồi qua mẫu cho em ha, lên một cái đầm. Ui cái sơ mi này đẹp mà lẽ size luôn rồi. Lên giờ không? Giờ cũng sơ mi em cũng chỉ còn có 1-2 mẫu là còn size của mình thôi, còn lại là lẽ size cũng khá là nhiều á. Đây em có cái sơ mi này dáng dài cũng đẹp nè, nhưng mà cái này thì lại còn size bé. Cái maxi à, cái họa tiết nền màu trắng này nè. Mẫu này cũng đẹp, form nó dài nè. Đó, em bé 6 nè, thấy độ dài của nó không? Gần tới cổ chân luôn. Xinh lắm, chất von mát nha. Nhưng mà hơi tiếc là nó lại còn size bé đó. 51. 51 còn M với L ha. Rồi cái mẫu này sale 159.000 cho các chị luôn. Để em qua mẫu nha. Rồi, em mặc đây mã số là 1542. Chị nào thích đen chốt 1542. Chị Lê Hồng. Lên đầm đi tiệc hả chị? Đi tiệc chị thích mặc ren không? Nè em có mấy cái ren đi tiệc này nè. Hoặc là mấy cái đầm xốp xốp phồng phồng này mặc đi tiệc đẹp nè chị ơi. Đó, mấy cái ren này đi tiệc siêu đẹp luôn nha. Mình đang tìm kiểu như nào hay là form dài, tại vì em chưa biết là gu chị như nào á. Đây, em có hai cái ren này là đủ size hàng mới nè. Đó, em này thì sẽ là ren hoa màu trắng và sẽ có đính cườm màu trắng nha. Còn em này là ren xanh thì đính cườm xanh. Đó, hai cái em ren này đi tiệc rất là đẹp luôn. Chị nào ưng thì em giới thiệu ren. Đây, ưng ren không? Ưng ren thì em lên ren. Còn không em có mấy cái dạ hội nè. Cái này là vải ánh kim nhưng mà dáng ngắn ha. Em này vải lấp lánh co giãn dáng ngắn. Còn em có vải lấp lánh co giãn dáng dài. Đó, dáng dài nè. Em này màu vàng đồng. Em này màu vàng đồng và em này là màu bạch kim. Đây, form dạ hội dáng dài. Chị thích kiểu sao để em lên cho đúng ý của mình ha. Em sợ em mặc theo ý em thì mình lại không đùa không thích lắm. Ôi em cái này cũng lấp lánh cho em nè. Đó mỗi đó chị có rồi. Chị là không, cái nào chưa có, cái nào chưa có để em lên này có chưa. Em này là mới về nè. Cái ren này là em mới về nè, chị có cái này chưa? À đừng nói có này luôn rồi nha. Em mới về cái này chị Hồng có chưa? Ren kim tuyến nè. Có này rồi làm xỉu luôn. Em mới về mà chị hốt này là nhanh quá đó. Em này đẹp lắm. Cái đen rất là đẹp luôn, cái đen xanh nó xinh cực kỳ luôn. Em này thì là von. Cái đen này thì là chất von nha, von kim tuyến nổi phía trên. Đây, von kim tuyến màu đen. Chứ nào thích màu đen thì lấy cái này đẹp nha, màu đen thì lấy cái này đẹp. Rồi, có cái nào, dạ hội có chưa? Dạ hội này có luôn rồi hả? Dạ hội này đẹp nè, hai chị nào mà chưa có, chốt đơn liền. Cái dạ hội này khuyên thật lòng mấy chị nên chốt đi, trung niên mà bỏ qua cái này là phải nói là một sự thiếu sót. Hai cái đồng dạ hội, một bạch kim một vàng đồng, cái nào cũng đẹp hết. Em thì em thấy cái nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi em qua hay mà cái màu xanh này đi ha. Xanh này là nó mới về nên là nó không biết chị có chưa, rồi để em mặc thử đi. Đó, sẵn tiện chị nào chưa có đầm ren đi tiệc thì đây, shop mới về cho mình một cái mã ren màu xanh đính cườm lấp lánh full đầm luôn. Đây này là 1609. Ren mềm nha, không ngứa đâu. Đính cườm lấp lánh vậy thôi chứ mà không có bị châm chích hay là khó chịu gì hết trơn á. Mặc êm lắm, mát nữa. Chất mát cho em. Đó, lấp lánh chưa nè. Cái xanh này nhìn rõ hơn, hai cái trắng kia cũng lấp lánh á. Cái trắng kia cũng lấp lánh giống vậy nè, nhưng mà lại nhìn trên like thì không rõ chứ ở ngoài thì vẫn đẹp. Ở ngoài thì nhìn lấp lánh đẹp chứ trên like lại không thấy, chắc do cái kim tuyến nó màu trắng hay sao á. Rồi tay nhúng phồng cho em ha. Hai bên tay sẽ có nhúng phồng nè. Rồi em này là 1609 mã mới về của bên em. Một em đầm ren đi tiệc nha. Hai lớp phong đầm xè có may kèm túi. Đây 40 cho tới 40 cho tới 65 cân. Với lại sắp tới em có về mấy cái đầm mà xoắn ngực á, em thấy mấy mẫu đó đi tiệc cũng đẹp nhưng mà chắc phải tuần sau. Mấy cái mẫu đó thì chắc chắn chị Lê Hồng chưa có, để em chưa có về hàng. Mấy mẫu đó chưa có đâu, đợi em nha. Đi tiệc em thấy có mấy mẫu này đẹp nè mấy chị ơi. Tầm mà tuần sau, tuần sau em về ha, ren nè. Đó, ren hoa nè. Rồi, màu đỏ nè. Đây, chuẩn bị về nha, còn giờ chưa có hạt. Giờ lên mấy mẫu này trước đi. Rồi em mặc là 1609 ha, ren xè. Ren xè form sẽ dài cho em là qua bắp chân nha. 1m60 em mặc đây, độ dài là sẽ ngang tầm bắp chân nè. Hai lớp may kèm hai túi và khóa hận phía sau lưng. Chốt đơn em này cho em mã số là 1609 và kèm số điện thoại. Giá thì không phải lo luôn. Thật sự hôm nay con livestream cái chữ không cần lo giá đâu. 349.000 thôi là có đồng đi tiền rồi.
xanh nha, xanh này xanh đậm không có kém da đâu. Mấy chị khách hay gọi xanh thang á, xanh đen đậm á cả nhà. Giá là 349.000 chị Thủy Tiên ơi. 51 cân lấy cho em mẫu này, nếu eo chị dưới 70-72 lấy size M. Eo chị trên số đó thì mình tăng size L cho em ha. Cứ đo cho thông tin đầy đủ đi. Bên em sẽ chọn size cho mình là vừa đẹp rồi em mới chốt đơn, chứ không sợ là mặc không được ha. Cái chị nhận hàng á, trước tiên là bên em đã chọn size rồi, sau đó là em giao đến và em cho mình là xem hàng trước luôn. Đó, nên các chị cứ thoải mái ha, yên tâm nè. Còn lỡ nha, lỡ như mà nhận hàng rồi mà nó có vấn đề gì về đơn hàng, shop cũng hỗ trợ, ví dụ như là đổi size cho mấy chị ha. Em mang là form dài ngang bắp chân. Đây, em cao 1m60. Em mà nhắm chừng thêm cái độ dài váy nè. Em thấy cỡ này là vừa mang á. Mấy cái đầm mà em mặc mà nó ngang tầm bắp chân như này là chị nào mang cũng được hết trơn á. Đó, 349.000 cái đồng đi tiệc siêu rẻ nha. Đồng này mà shop khác bán là không dưới 700-800. Ren kim sa lấp lánh. Chúc chị Khánh Huyền 1609 à. Ok, chị Yến Trần lấy size L đồng em mặc đúng không? Rồi, có size L nhưng mà chị chốt mã cho em đi nha. Chốt giúp em là 1609 kèm số, 1609 kèm số điện thoại. Để em ghim cái mã nè. Đó, em thì em sẽ ghim là mã với giá tiền ha, để mấy chị nhớ. Còn mình đặt hàng là nhớ chốt đúng mã kèm số giúp em nha, mã kèm số điện thoại. Đầm đang sale chị ơi, tại shop là 490 nha, mẫu này 490 tại cửa hàng. Trên live sale chỉ có 349.000 đồng, tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Ship hàng toàn quốc chị Huỳnh Nguyệt ơi, chị cứ ngồi nhà xem live em giao đến tận nơi nha. Ngồi nhà xem live stream, em giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng ha. Rồi 40 cho tới là 65 nè, 67 cân tùy chiều cao nha. Tại vì có nhiều chị khách cao cao một xíu thì tầm 67, 68 cân vẫn được á. Nó cũng tùy vào cái dáng người của mình ha. Lấy màu em mang chút đơn mã số là 1609 nha. Ôi, em có lộn không? 1609 nha. Mã ra là 1609 á, 1609 kèm số giúp em. Em thấy cái đen này cũng đẹp nè. Màu đen này cũng lấp lánh lắm luôn á. Đây, tại vì cái hoa văn này mấy chị coi nó là kim tuyến hết luôn nha. Nè, hoa văn ở trên đầm nè, full hoa văn là kim tuyến cho em hết. Mà màu này mặc nó cũng gọn dáng nữa. Cứ màu đen là auto gọn dáng, không cần giới thiệu luôn ha. Rồi, lên von ánh kim nha. Để em lên cái đầm von ánh kim cho mình xem. Em mặc là 1609 chị yêu ơi. Đầm ren ánh kim em mặc đây, mã số là 1609 này, mã mới ha, mã mới. Em cũng có đầm sale nữa đó. Ren có mấy cái sale lẻ lắm, 99k luôn. Nhưng mà nó lẻ sai. Nó lẻ sai. Chị sai bao nhiêu, chị đang tìm đầm sai bao nhiêu mình nhắn em đi, em tìm cho. Ví dụ mình tìm đầm sai nhiêu mình nhắn em tìm cho nó dễ nha, tại hôm nay lẻ sai khá là nhiều. Rồi, đây. Em này là một cái đầm chất liệu là von, cái tay phồng quá trời phồng luôn nè. Tay phồng nha. Rồi 1613. Một em đầm mới nữa. Mẫu này là cũng vừa cập bến nhà em luôn. Đây, một cái đầm tông màu đen ha. Hoa văn cũng sẽ là kim tuyến lấp lánh cho các chị yêu nè, sau lưng khóa ẩn luôn. Form cũng sẽ dài như cái vừa rồi là ngang bắp chân ha. Rồi, đầm này cũng có giá là 349 thôi, quá dễ lựa chọn. Quá trời đầm sale giá rẻ luôn. Ưng mẫu nào chốt đơn mã kèm số giúp em. Đây, von ánh kim, chị đã thích mặc von không? Mềm mát thì cứ auto von mà chốt giúp em. 1613, 161, ôi. Ủa cái này hết lẹ vậy? 1613 nha. Thôi, khoan mấy chị ơi, 1613 hết 2X rồi. Đó, chị nào mà còn suy nghĩ, ai mà còn suy nghĩ đắn đo nha, hết 2X rồi, thấy không? Thấy không mấy chị ơi, nói hàng mới về, ủa? Tính ra là em mới nay bán hàng có 3 ngày luôn á. Vừa về hôm kia. Đó mà hết hàng size 2X luôn rồi. Trời ơi, đồng này mà suy nghĩ đó là hết nữa. Em thông báo số lượng luôn nha. Size M là còn 40 cái là ok nè. Size M còn 40 cái nè. Size L còn 10, XL còn 26, 2X là còn 0. 2X là còn 0 nha, không có không cái luôn nha. Hết 2X rồi nha. 349. Đó, thấy không? Đẹp, rẻ, cháy hàng luôn. Lại màu xanh. Đây chị Trần Phụng ơi, cái này là ren, cái xanh là ren. Còn cái đen em mặc là von ha, nó sẽ khác cái chất liệu nha. Kiểu nó cũng khác á. Đây, xanh đi chị, xanh sẽ là ren kim sa. Nè, xanh nè. Đẹp lắm. Rồi em nói với chị ơi, coi gần coi xa gì nó cũng đẹp hết trơn á. Em cho mình coi cận chất cái họa tiết ren của nó nè. Đây, mình xem giúp em cận chất cái họa tiết hoa ren của nó như này ha.
Đây đẹp không? Form nè, em mới mặc xong đó. Và đằng sau là khóa kéo ha, cái này có túi luôn nè. Ren xè hai lớp nha, cổ tròn dễ mang lắm, không có hở đâu. Có túi nè, form dài, có lót ở trong, tay sẽ có nhúng cho mình, nói chung là xinh. Nói chung là xinh nha, chất lượng cho em từ form tới chất luôn. 349.000 đồng thôi. Có 349.000 cái đồng đẹp như này làm sao bỏ qua. Rồi, đây còn em mặc. Em mặc cái đầm màu đen này thông báo với chị luôn, hết hàng, à sắp hết hàng. Còn ba size luôn, mẫu đẹp cũng sắp cháy đơn rồi. 1613 chị Khánh ơi, chút nãy giúp em. Có túi không? Đây có túi luôn nè. 1613 có mày kèm hai túi nha. Hai lớp. Hai túi hai lớp cho em luôn. Form thì là form xòe nha. Và màu này thì không lo là kén dáng. Ui da cái gì vậy? Khoan đợi xíu. Rồi. Màu này là không sợ kén dáng luôn. Đó, form xòe cho em nè, đẹp chưa? 349k con đồng này luôn ha. Cũng còn cho mình số lượng rất là ít, em có thông báo rồi đó. Em đọc lại nha. 40 cái size M, 10 size L và 26 size XL nữa thôi. Còn 3 size cuối cùng nha là sẽ hết đơn không về lại nữa. Giá là 349.000, hoa văn là kim tuyến cho em, xuất sắc. Sau lưng khóa kéo nha, tay nhúng phồng không lo chật bắp tay đâu. 349k nha, lên đơn cho em 1613 kèm số điện thoại. Rồi em qua cái sơ mi này em đang định mặc mà em chưa lên nè. Này 349 nha. 349.000 đồng cho em ha. Lên mã kèm số bên em tư vấn nha, giao hàng đến tận nơi, hỗ trợ cho các chị yêu là xe. Ui da. Xem trước thanh toán nha cả nhà. Xem hàng trước thanh toán không cần lo nha. Đúng mẫu thì mình nhận cho em. Rồi sơ mi, sơ mi form dài nha. Này em định mặc nè, còn có hai size rồi để em sale luôn. 159.000 cho một cái đồng sơ mi. Có quá rẻ không? 159k cho một em đầm sơ mi là cái giá quá rẻ luôn đó. Em cũng thấy nó rẻ nữa. Mấy chị thấy rẻ không? Chứ em thấy rẻ nha. Chứ đồ em hay em mua cái áo sơ mi thôi là cũng mấy trăm rồi, chứ không phải cái đầm đâu. Cái này là nguyên cái đầm luôn nè. Tay dài, tay dài bo thun cho em ha. Rồi hai size cuối ML, hai size cuối ML chút giúp em. Mã này là 1551 nha. 1551. Rồi hai size cuối cùng ML khoảng 55-57 kênh cho em. 159.000, mấy chị suy nghĩ điều gì ha? Mình đang băn khoăn gì nè? Chất đẹp nè, màu lạ đúng không? Form lên rồi cũng xè gọn dáng cho em, eo cao. Này không có túi nha. Cái bộ này có cái là không có túi thôi. Rồi 1551 cho em ha. 159 á. 159 là trên like nha, không tính ngoài like nha, trên like thôi. 159k cho em mẫu đầm này, ngoài like sẽ không giảm giá. Cũng là cái sơ mi này luôn ha, cùng là cái 51 em mặc nè. Nhưng mà qua shop á là hơn 400 nha. Cái này em có báo rõ rồi, tại nhiều có nhiều chị khách làm xem livestream xong mà qua shop là muốn mua giá bằng với trên like là không có. Em lên like là lấy tương tác thôi, chứ lên đây là không phải chủ yếu là làm bán với chị nha. Lấy tương tác cho em 159.000, đổi lấy giúp em 3 lần chia sẻ. Chị mơ Huỳnh ơi, hai ít em hết rồi không về thêm. Mẫu này em chỉ còn M với L thôi, 55-57 cân. Hai ít em có kiểu khác, hai ít em sẽ có cho mình kiểu khác nha. Còn kiểu này thì em hết hai ít rồi. Mã cho em nha, 1551 nè. Này đầm sơ mi, đầm sơ mi rất von cát mềm nhẹ nhàng luôn, sau lưng khóa kéo. Sao dễ thương không? Chị nào thích mấy cái đầm dài dài chút, bộ này đi xinh lắm, cái màu lạ nha. Hàng bên em thiết kế ha, tem bạc nhãn mát đầy đủ luôn. Đó, cái này em này size M nó cũng thoải mái đó. Size M eo tầm 72 nè. Size M eo tầm 70-72 cho em nè. Size L thì eo tầm 76, 75-76. Chút cho em 1551 nha chị Ngọc Trần. À phải không? Đúng rồi, chị Ngọc Trần ơi, mã số giúp em là 1551, chị yêu ơi, 1551 nha. Chốt mã cho em đi, chưa có mã số chưa lên đơn được đâu. Lên đơn cho em mã này là 1551 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần. Lên trang cá nhân hoặc lên trên các hội nhóm giúp em nha, 159k. 159k nha, chị yêu nào chưa có bộ này bình luận nhanh tay giúp shop ạ. Một năm năm một cho em nha cả nhà ơi, mình đợi em 3 giây ha, mà đợi em xíu.
Mã kèm số giúp em nha. Em mặc trên người đây, mã số là 1551. Em là chất von nha. Em là chất von mềm mặc mát ha. Hôm nay shop xe cho mình luôn là 159 á. Hai size cuối là ML cho em ha. Rồi, ai lấy bộ này mình lên đơn sớm giúp em nha cả nhà ơi. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ xem chút thanh toán nè. Hôm qua like bao nhiêu á? 2 tiếng 20. Dữ vậy ta? Ta chỉ mới được 1 tiếng 58 thôi. Đúng rồi, 1 tiếng 58. Ừ thì còn 20 phút nữa. Mày nhìn view chưa? Mà 20 phút. Ủa? Rồi, em mặc đây mã số là 1551 nha. 1551 xe cho mấy trẻ luôn, giá là 159.000 đồng. 159k, hai size cuối cùng là ML cho em ha. ML hai size cuối. À, 40 cho tới 55 kênh. 40 cho tới, ủa 2 tiếng rồi mà có 119 bình luận luôn á. Quá dữ, quá dữ. Em qua mẫu nha, lên cho mấy trẻ. Không, lên như mấy chế một em đầm nhung tâm đi. Đây cái nhung tâm này em mới về nè, vải ống bóng đẹp lắm, màu đen mặc che cái điểm tốt ha. Rồi hàng mới rủ size nha, 40-65 cân là nãy có lên chưa? Có một lần. Rồi đây 1605 ha, chất nhung tâm. Mã số em mặc trên người đây là 1605 nha cả nhà. Hôm nay có đủ size cho mình lựa chọn luôn ha. ML, XL và 2X nè. 40 cho tới là 65 cân vừa nha. Em này xinh nè, mã mới đó. Mã mới thì dễ hơn là tại vì nó sẽ có đủ size ha. Ai tranh thủ nha. À, yeah, hết hàng rồi nè, ghê chưa. Cái gì vậy? Đó đó. Hết 2X rồi đó. Quá dữ. Rồi, em mặc tên mã số là 1605 nha. Đầm này của em có cho mình là 4 size ha. Cộng thêm cái chất to giãn nhẹ nhẹ này thì tầm 65-67 cân. 65-67 cân đổ về cho mình chốt nè. Nhà em sẽ tư vấn size trước khi giao và sẽ là hỗ trợ cho mình là kiểm hàng trước thanh toán. Nên kể cả khách mới thì cũng không phải lo ha. Vừa đẹp em mới chốt đơn. Rồi đây em mặc trên người chất nhung nha. Em này mát lắm, không có nóng đâu. Nghe nhung nhưng mà yên tâm là mặc mát nha. Cổ vuông, tay ngắn cũng có hơi phồng nhẹ nè. Rồi form xè cho em không lo kén dáng. 40 cho tới là 65-67 cân mặc vừa. 40-65-67 cân mặc vừa ha. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận cho em. Mã kèm cho em cái số điện thoại nha. Đầm nhung đầm này 349 chị Ngô Nam ơi. Váy em mặc là 349. Rồi thông báo mấy chế nha, size L em sắp hết. Thông báo tình hình cho mấy chế là cái mẫu đầm em mặc đây, size M, ồ quê size L. Size L em chỉ còn 11 đơn. Size L chỉ còn 11 đơn thôi nha. Còn lại là M, XL, 2X đó. Chế nào size L, à size L chốt liền, chốt liền cho em 11 đơn xoay một cái là hết. 1605 nha, 349.000. Ôi bộ này mấy chị size L chốt lẹ ghê luôn á. Hết riêng cái size L là sẽ hết trước nè. Còn lại ba size M, XL, 2X em vẫn còn trên dưới mỗi size là tầm 50 đơn. Mà chỉ có size M là nó hết luôn, còn có 11 đơn cuối cùng thôi đó. Tranh thủ giúp em. Mới về mà đợt này mấy cái đầm này em về số lượng ít đó, nên là về có 3-4 ngày. Nãy giờ mấy chị thấy em lên hàng mới nha, 3-4 ngày là hết hàng. Đây 1605 nha, 1605 mỗi đài xe cho mình là 349. Chị thì Dương Mai 93 chị đặt sao bao nhiêu ha? 93 em còn cho mình hình như nó cũng lẻ sai á, khoan đợi em xíu. 93 là maxi rồi. 93 còn size L với lại size XL chị ơi nè. 93 đây, 1593 đây chị yêu ơi. Em còn có 2 size thôi. Rồi thấy không, lẻ size hết trơn rồi. Rồi vô cái nào là lẻ size cái đó nè. 93 đây chị, 93 em chỉ còn có 2 size thôi. Vừa không chị Dung? Chị Dung bận size bao nhiêu ha? Size em còn là size M nè. Mẫu này em còn cho mình là 21 cái size M và 20 cái size XL thôi. Là cũng sẽ cháy hàng nha. Maxi thơm nha em. Maxi thơm, form dài tới cổ chân, tay le le, chất von mát. Chất von mềm mát luôn. Đây cái tay le đây. Có size của chị không? Còn 2 size à, M, XL thôi. Bây giờ em qua mẫu khác thôi mấy chị ha. À để em lên cái maxi thơm như mình coi thử ha. Rồi chị Diệu Hương 48 cân hả? Có, nhưng em mặc full size nha. Dung em mặc 1605 sẽ có đủ size cho mình là ML, XL và 2X nha. 40 cho tới là 65-67 cân nè. Đó, tùy chiều cao nha. Mình đo thông tin em tư vấn size nè.
Rồi, một có nhu cầu muốn xem mẫu nào phía sau cứ để lại thông tin cho shop nha. 1605 349. Còn mua cái em này bỏ tủ đi mấy chị, tại vì mặc đâu cũng được hết. Những cái đồng đơn giản như vậy là mình mặc được rất là nhiều dịp luôn ha, tiệc nào mặc cũng ok. Hay là mình đi đâu mình không biết lựa cái nào thì cứ những cái đồng đen như vậy mặc cho em, không bao giờ lỡ thời lỡ mốt đâu. Giá sale rẻ có 349 nè, có 349 k cái đồng này thôi. Em chào chị An Nhiên ha. Rồi đây, em lên cái 93 nè, 93 sắp hết rồi. Để em mặc nhanh cho mình xem. Em này dễ thương lắm, form dài á. Ai thích form dài chút cái 93 cho em đi, còn có 2 size thôi. Von nha, đầm này đầm von nè, dáng dài lắm. Em mặc 1m6 em mặc tới cổ chân á. Đây, còn đúng 2 size cuối cùng. Chị nào size M với size XL thì chốt đơn ha. Còn L hay là 2X thì em hết rồi. Rồi là 40-60 cân chốt đơn cho em nha. 40-60 cân. Đây, 1593. Đẹp mà rẻ nữa nên nó cháy hàng đó. Bộ em sale 199k 2-3 ngày nay là cháy đơn hết luôn. Mà chỉ sale trên live thôi đó nha, chứ không phải là, không phải là em sale là tại shop nha. Là em chỉ có sale mình thấy ở trên live. Em mặc là mỗi lần em mặc đầm là chỉ có 2-3 phút thôi. Đó, chỉ có sale mấy ngày nay và mỗi một cái live stream em mặc chỉ có 2-3 phút thôi mà nó cháy hàng luôn rồi. Hiện tại em đang sale đầm này là 199 ha. Chị nào chưa có thì đặt luôn. Ngoài live là không giảm nha. Tất cả các sản phẩm mình xem thấy cái nào đẹp, rẻ thì cái chị mình đặt liền cho em. Tại vì khi mà em xuống live rồi là nó về giá cũ hết. Đầm em mang tại shop 499 nè. Ở nhà coi live 199 ngàn. Em cho mình một cái giá quá tốt luôn rồi. Nên là mấy chị muốn săn sale thì cứ xem live stream của em mà chốt đơn ha. Rồi, hai size cuối cùng chị nào vừa nè, size MXL chốt liền cho em nha, tay loe, xinh chưa? Cái màu này dễ thương rồi mấy chị ơi, mà cái họa tiết nó màu à, cam cam vàng vàng á, nè, họa tiết nó màu cam cam vàng vàng, xinh ha. Form là form dài, hai lớp nha, có ngày kèm túi. Bao nhiêu tiền em? 199k chị Tuệ An ơi, 199k, size M và size XL, 40 cho tới là 60 cân hoặc là eo dưới 80 cho em. Eo dưới 80 quay đầu cho em mình chốt nha. Chỉ còn 2 size cuối cùng. 490 mà sale chỉ có 199 ngàn đồng. Đó, mà hàng thì hàng đẹp cho mấy chị em bao chốt luôn. Mình nhận váy nhà em là mình được sao ạ? Tư vấn size trước khi giao nè. Và kiểm hàng trước thanh toán nha. Không cần lo về chất lượng, hàng là bên em ngay. Đây, 100% chuẩn mẫu, các chị không phải lo đâu. Mình chỉ việc là thích cái nào trước cái đó thôi ha. 40-60 kênh, còn 2 size cuối cùng. Ok, chị Gia Hân có đơn, chị Huyền My chốt 1593 luôn. Đây, à, chị Trúc Dương ơi, 46 kênh lấy size M cho em nha chị. Dưới 50 kênh là size M đó. Hoặc là eo dưới 70-72 cho em là size M nha. Nếu mà hơi rộng mình có thể bóp eo cho em hoặc là đeo kèm thắt lưng ha. Rồi bộ 99 cho em lên đơn liền. 199k cái đầm này, không mua là tiếc nha. Rồi em qua mẫu khác. Lên một cái đầm mới về nha. Đây, xin không. Em mới về cái mẫu này kiểu rất là lạ luôn. Hôm trước em về màu nâu. Đây, cái nâu. Hôm trước em có về cái nâu. Cái nâu này thì em cũng còn có 3 size thôi nè. Về cái nâu cũng mới đây mà lẽ size đây, màu nâu. Em có hai màu cho mình lựa ha. Màu nâu và màu đen. Màu nâu và màu đen ha. Màu nâu thì em có về hổng giờ thì chắc là mấy chị cũng đã coi rồi đúng không? Đó nên em sẽ lên màu đen trước ha. Đây, ai thích nâu thì chúc em lên sau. Còn ai thích đen thì bây giờ em lên nè. Đầm em mặc bao nhiêu? 199 ngàn chị Mỹ Phước ơi. 199. Von xòe dài, tay loe. Đó, xin như này mà có 199 ngàn thôi đó. Hết hàng rồi đó nha, tranh thủ giúp em. Hai size cuối là MXL. Còn bao nhiêu là sale bấy nhiêu thôi, chứ em không có về thêm đâu. Đây em lên kiểu em lên mẫu mới nè. Rồi một em đầm mới về của đợt này luôn. Kiểu mặc sang. Em thấy là cái form này ha, chị nào mang cũng được luôn. Đây, một cái em đầm mới về và rất là dễ mang luôn. Chị nào mang cũng đẹp. Tròn người cũng có, hàng ốm người cũng có size. Đó mà cái kiểu này thì mặc sang quá trời nè. Xin hông cái tay nhúng phồng cho em. Xuất sắc, em này lên form đứng form lắm nha. Chất đẹp, phải xốp. Em này phải xốp ha. Rồi, ưng màu đen là phải chốt nha. Trời ơi, nói gì chứ màu đen nhà em bao la. Chị nào mà gu đầm màu đen thì vô nhà em là thao hồ mà hô hấp luôn. Rồi, đầm em mặc đây, mã số là 1601 nha cả nhà, mã mới ha. 1601 hôm nay sale 299 ngàn, không nghe lầm đâu nha, hàng mới luôn đó. 1601 nha, mã mới của nhà em. Bình thường hàng mới em hay sale 350-370 đúng không?
này sale 299.000 tri ân luôn. Tri ân cái livestream này luôn ha chị Thư Sơn ơi, mã mới nha. Em đang có được size chị bao nhiêu cân nè? Nhà em thì may đồng là sẽ có 4 size cho mình lựa chọn ha, 40-65kg. Đây. Trời, cái mẫu này mặc gọn người lắm luôn á. Mấy chị nào mà tròn người có bụng cho em nè, thấy không? Mặc lên sẽ che bụng tốt. Nhìn mình lúc nào mặc màu đen là nó cũng phải tôn da gọn dáng, nhìn trông gầy đi mấy ký liền. Kiểu đẹp nữa, cái kiểu cổ nè, không có hở đâu. Nhìn vậy chứ không hở nha. Tay dưỡng hồn cho em xuất sắc. Em này là không có nhân 10 điểm giúp em. Rồi giá sale bao nhiêu? 299. Đã đẹp mà còn rẻ. Đã đẹp mà còn rẻ cho em. Và hàng chất lượng, nhận hàng kiểm tra nước thanh toán cho em. Không đẹp em không lấy tiền. Em có màu nâu đây, chị thích nâu hay là muốn mua luôn hai màu thì nói em mặc cái màu nâu cho mình coi, tại vì hai màu là hai mã khác ha. Rồi tập trung màu đen trước nha, tại vì em lên một lần sợ mấy chị đặt lộn mã. Em lên màu đen trước. Màu đen là màu 601, màu này quốc dân rồi, chị nào cũng nên có một cái trong tủ, mặc đâu cũng được luôn. Lên đơn cho chị Yến Nhi. Ok chị Mỹ Duyên ơi, size L đầm này eo khoảng tầm 75-76 nha. Mẫu này mình cứ đặt size chuẩn cho em là được ha. Sau lưng là khóa ẩn nè, đó, trước sau gì là nhìn cũng đẹp hết trơn á. Cái mẫu này là không có chê được cái chỗ nào luôn. Lên phong xè phồng cho em nè, hàng mới về nha. Size số đầy đủ, cái chị yêu cứ lên đơn là có ha. 1601 kèm số giúp em ạ, 299.000. 299.000 đồng, em này chất liệu của nó sẽ là vải xốp nha, đẹp lắm. Chất mới đó, đang hot nè, chị nào mà chưa có cái chất này mua thử đi. Bao luôn, không đẹp không lấy tiền nha. Nhất là những chị khách mới mình có thể mua thử form đầm như em còn sao. Bỏ ra có 200+ mà, nhận cái đầm phải ngang giá hàng 700-800 ngoài kia đang bán, bảo đảm luôn. Đây form đây, mặt sao giao vậy nha, 1601 ạ. Em chốt cho chị Thảo Vi ha, E77 lấy giúp em mẫu này là size XL nha. 01 em chốt cho, đâu mất tiêu rồi, 01 em chốt cho chị Hoa Giấy nè, cho em số điện thoại. Chị Hoa Giấy cho em số điện thoại, mình đặt hàng xong sẽ có nhân viên alo tư vấn size và xin địa chỉ để mà giao hàng. Các chị ơi, chỉ cần là coi livestream thấy cái nào đẹp chốt đơn cho em thôi, rất là dễ. Còn lại là bên em lo ha, mà chỉ cần đặt đúng mã kèm số cho em đó, rồi mình đo thông số như của mình nhờ chiều cao cân nặng số đo gì đó đó, chỉ cần lo tới đó thôi. Còn lại là em sẽ lo phần còn lại ha, giao đến tận nơi cho xem hàng trước thanh toán. Ok chị Anh Lê chút đơn ha, 1601 rồi em qua mã. Trời ơi cái này đẹp lắm, mấy chế không mua là tiếc nha. Em này em thấy cái đầm này quá xá rẻ luôn á. Rồi em có cho mình là một cái đầm bi, một em đầm bi hôm nay đang sale bao nhiêu tiền? 239. Cái váy này nó đẹp mấy chị ơi, mà nó lẻ sai tiếc ghê, nhưng mà nó xinh lắm cho nên là em sẽ lên nhanh. Cái này nó xinh nha, nó đẹp nhưng mà nó lẻ sai cho em sẽ mặc nhanh một xíu ha. Mình coi vừa thì mình chốt đơn cho em. Rồi mình đang tìm đầm như thế nào, có thể bình luận bên dưới cho em mã kèm là số điện thoại, mã kèm số điện thoại cho em. À quên lộn, đặt đơn thì mã cộng số điện thoại nha. Còn mình có nhu cầu muốn xem mẫu nào hay đang tìm sản phẩm như nào cứ bình luận bên dưới cho em hả. Lên rồi đó, mình cứ bình luận bên dưới cho em ha, rồi em sẽ tìm mẫu nào cho nó phù hợp với mình nha. Đây, cái này em mặc nhanh thôi nha, tại vì nó lẻ size rồi đó, nhưng mà nó xinh lắm mấy chị ơi, không lên không được. Cái này không lên là không được nha, kiểu này mặc rất là dễ thương nè, trẻ bao che mẫu này cho em được nè mấy chị ơi. Đây đầm bi xòe 3 tầng luôn, em này chất von mềm mát lắm, von này là von tâm. Rồi 239.000 cho em cái đầm, không đẹp không lấy tiền luôn. Đó, yên tâm nha, đã mua hàng nhà em thì không cần lo về cái chất lượng đâu. Em cho mình là xem hàng trước thanh toán được mà. Nhà nào cho xem hàng là yên tâm rồi ha. Đó, 239k, nhưng mà em này chỉ còn 2 size cuối thôi, nên là chị nào dưới 55 cân cho em mình chốt nha. 55-57 cân cho em thì chốt đơn mẫu này. Mẫu này thì không có size lớn hết. Hết size lớn như là không có. Nói chính xác hơn là em váy này em đã bán hết size to rồi. Em chỉ còn sót lại là size M và L thôi. Chị nào 55-57 cân cho em mặc xinh ha. 239.000 mà cái em đầm nó xòe dài chưa? 3 tầng cho em luôn, giá đang sale là 239. Rồi đầm von nha, đầm von xòe dài nè, nó cũng gần như là một cái maxi luôn ha. Form xòe dài 3 tầng cho em có nhúng ly nữa nè. Xuất sắc mấy chị ơi, dưới 55-57 cân cho em chốt. Đầm nâu tre sau lưng em, cái kiểu đó giống cái đen em mới mặc đó nha. Cái em này là giống với cái kiểu đầm đen em vừa thay ra xong, nó khác màu,
nó khác màu xíu, ai nó khác cái tay một xíu. Cái đen là có nhúng vào đây nữa, còn cái nâu thì chỉ có nhúng phồng ở phía trên thôi. Rồi, em lên cái nâu ha. Màu này xong chưa? Cái bi này đẹp nha, mẫu này đẹp nha mấy chị ơi, em bảo đảm luôn. Cái đầm bi này mặc rất là xinh luôn ha, trẻ mặc được, trung niên mặc cũng rất là dễ thương. Giá đang sale chỉ có 239.000 thôi. Thật sự cái đầm này em sale rất là rẻ luôn. Trời ơi, 239 mang tiếng là dụ với chị mua luôn á, trời ơi, đẹp lắm. Khuyên thật lòng luôn ha, vừa là chút đơn mẫu này cho em mặc đâu cũng xinh hết. Eo tầm là 76, eo tầm 75-76 quay đầu cái chị yêu mặc đẹp cho em, dễ thương lắm, bình thường hơn 300. Bình thường hơn 300, nay sale có 239.000 thôi đó. Giá này mà còn bỏ qua là uổng nha. Rồi, em không có về thêm đâu. Mấy cái mẫu này là còn nhiêu em sale nhiêu thôi. Mấy cái mẫu mới là em về rồi, còn mấy cái mẫu mà lẻ size là còn nhiêu sale nhiêu thôi đó. Đây chị ơi, màu nâu. Nâu này là nâu sô-cô-la. Nâu này không gắn da đâu mấy chị. Nâu này xinh lắm. Rồi, 1594. Rồi, chị nào thích màu nâu nè. Đây, Phong ơi, những cái đen không? Thế những cái đen em mới mặc không? Hai cái nó cũng gọi là 1910 á. Chị Hồng Ngọc ơi, 45 cân hả? 45 cân mình à, lấy size M nhà em ha. Đây, màu nâu. Màu nâu em mặc khoan khoan để em báo size nè. Tại vì cái này nó lẻ size. Cái nâu này thì em không có còn đủ size như cái màu đen nha. Tại màu nâu em về trước. Nâu em về trước, còn cái đen em mới về. Nâu em còn 18 cái size M nè. Rồi với lại XL 2X, em còn 3 size là M, XL và 2X size L hết nha. Chị nào size L là khoảng 50-55 cân á, thích cái nâu này của em thì mình, một là mình tăng lên size XL, về nhà sửa lại cho em một chút xíu, bóp eo, hai hoặc đeo thắt lưng. Hai là mình đổi qua cái màu đen, chứ em không về thêm màu nâu size L đâu, hết rồi. Còn bao nhiêu là em lấy bấy nhiêu thôi nha. Đây, 299k, đồng giá màu đen luôn. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, ai lấy nâu, ai lấy nâu trước 1594. Cái nâu tay phồng cao chưa ha, hai bên tay nhúng phồng, mấy chị bắt tay to mặt này thoải mái không chật. 299. Cái đen cũng 299. Hôm mấy mình mua luôn, nếu mà chị nào thích cái form này thì mình mua luôn hai màu nè. Thích cái kiểu em mặc không? Cái kiểu này cái cổ nó lạ lạ nè, thấy không? Cái cổ lạ ha. Rồi 299k đồng giá, nên là mình có thể là lấy màu nào mình thích, hoặc là mình thấy ok mình lấy luôn cả hai ha, là tùy nha, tùy mấy chị mình thôi. Em cho mình hai lựa chọn luôn nè. Xin chưa mấy chị ơi, màu đen. Màu đen nha, màu đen mặc rồi ha. Rồi màu nâu là 1594, nâu chảy hàng rồi nha. Nâu mà hôm nay còn suy nghĩ là em sợ là đặt không có hàng đâu. Hết size L nè. Trước tiên là em đã hết size L mẫu này rồi nha, còn lại là M, XL với 2X thôi. Vừa đẹp vừa rẻ. Vừa đẹp vừa rẻ cháy hàng luôn. 299, màu nâu cho chị Tiết Mai size XL. Ok chị, M, XL, 2X giá cũng 299.000. Đó, cùng một mức giá mà sẽ có hai màu cho mấy chế lựa chọn. Thích màu nào chốt mã tương ứng cho em. Nhà em sẽ tư vấn size trước khi giao và cho khách kiểm hàng trước thanh toán. Nói chung là cho dù khách mới lần đầu tiên mua hàng mình cũng không có gì phải lo hết ha. Giá đang sale 299, chốt đơn liền nha. Cái em đồng này lên form rất là chuẩn form, mấy chị coi nè, em mặc nè. Đây là em mặc là size M nè, eo nó sẽ rơi vào tầm 70. Size M, eo nó sẽ rơi vào tầm 70 là mặc y như em luôn ha. Đó, chốt đơn cho em mã số là 151594. 1594 kèm số cho em ha, xin hông. Em chào chị Kim Huệ nha, đồng đẹp quá, chốt đơn liền chị yêu ơi. Cái mẫu này mình có thể mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc đều xinh ha. Không kén tuổi đâu, em thấy cái màu này nó cũng không phải là cái dạng màu mặc lên sẽ trông mình dự tuổi thêm. Nên nếu cái chị mình trẻ trung mình vẫn có thể bon chen được như em 30 mặc này cũng đẹp. Em thấy mặc cái này cũng đẹp quá trời, không có dự tuổi đâu. Rồi qua mẫu ha, tiếp theo em sẽ leo một cái đầm, bây giờ lên đầm sale không? Có muốn em lên đầm sale không hay là muốn lên đầm như nào? Bình luận bên dưới đi, em sẽ lên theo yêu cầu luôn. Ví dụ mình có muốn coi màu nào, kiểu nào mình nhắn em sẽ mặc theo yêu cầu. Rồi tiếp tục, em có một cái mẫu đang được sale. Trời ơi, cái này 150 mấy chị ơi, thích vét không? Cái đầm này màu xinh lắm. Em này cái màu nó không hẳn là nâu, em mặc mới là nâu nè. Cái này nó hơi pha màu cam cam be be mấy chị, màu nó nhẹ nhàng thôi, không kén da nha. Em này màu rất là dễ thương. Sale 150 cái đồng này luôn á trời. Em nói luôn cái mẫu đó là sale lỗ vốn luôn á. À dài tay hả? Thích dài tay ha. Dài tay thì hôm nay em có nhưng mà nó lẻ size rồi chị ơi nè. Có cái sơ mi này em còn như mình là hai size ML, tay nó tay dài. Xin không? 159 mà để em mặc lại cái này một xíu nha. Cái này thật ra là em có mới mặc qua rồi á.
Nhưng mà có mấy chị mới vô thì để em giới thiệu xương xương lại cho mình mẫu này. Em này là tay dài bo thun nè, có 159.000 một cái đầm sơ mi von luôn. Rẻ quá trời rẻ. Tiếc ghê, mẫu này em lễ sai. Mặt đầm, đầm nào chị Nguyễn Nhi ơi, đầm đỏ hả? Đầm đỏ hả chị? Đỏ hay là sao chị yêu ơi? Cái đỏ này hết. Cái đỏ này hết rồi nha. Cái đỏ này còn có 1-2 đơn hà. Đỏ này em còn... Ủa, hết rồi. Đỏ hết. Sorry mấy chị, em quên cất vô. Màu đỏ đã hết rồi. Hay là cái này còn size M. Đỏ sau em còn size M chứ ơi. 99k em này size M. Vừa không? Vừa không chị yêu ơi. Dài hơn hả chị? Không rồi. Tại vì mấy cái đầm xốp này em về là cái form là form lửng. Mấy cái đầm xốp này em về cho mình là màu đen, màu nâu đều là form lửng hết. Là cỡ mét 6 mặc như em thì sẽ tới bắp chân á. Còn nếu mà mét 4, mét 5 thì sẽ mặc dài hơn em ha, tùy vào chiều cao. Còn thích dài hơn thì không có chị ơi. Dài hơn thì sẽ có một số mẫu như là von nè. Von hoặc là dáng dạ hội như này nè chị, thì sẽ dài tới cổ chân. À đây không cầm ngược á. Đó, dạ hội nha, dạ hội ánh kim, chị đã đi tiệc không? Có ai chuẩn bị tiệc tùng cưới hỏi sinh nhật gì không? Chốt cái đầm dạ hội này về cho em mặc làm tâm điểm luôn. Em này xinh lắm. Hoa văn là kim tuyến 100% mẫu mới về, độ co giãn siêu cao. Độ co giãn siêu cao em đó. Rồi, em mặc đây, mã số là 1551 ha. Chị nào thích tay dài thì em còn mẫu này thôi mấy chị ơi. Thích tay dài, tay dài sắp sửa đi được, sao em về thêm tay dài cho. Đợt sau em sẽ về thêm đầm tay dài nha. Còn hôm nay thì em còn mỗi cái mẫu này thôi. Sale luôn 159k đó. Mẫu đang mang mã số là 1551. Em còn 2 size ML. 2 size ML em sale 159.000. Chỉ là vừa chút đơn. Giá rẻ quá trời. Đầm này đầm sơ mi nha. Sơ mi von cho em nè. Đó cái form nó sẽ dài. Đây ai thích dài không? Dài lấy cái đầm này cho em 159.000 thôi. Nền trắng họa tiết rất là lạ mắt luôn. Sau lưng là khóa kéo. Đó, xinh chưa? Von hai lớp mềm mát nha, dễ thương lắm mấy chị ơi. Tay dài bo thun nè. 159.000 cái váy này thôi, khỏi cần đi may luôn ha. Tiền công, tiền vải các thứ cộng lại là hơn rồi. Còn em là em may thành phẩm luôn. Hôm nay tri ân giá 159. Dạ hội 369. Dạ hội 369.000 chế ơi. Mình thích màu bạch kim hay màu vàng đồng? Em có hai màu lẫn nha. Em có màu bạch kim với màu vàng đồng nè. Em có màu bạch kim nè. Em có màu vàng đồng nữa. Đồng giá đó, đồng giá là 369 đó. Đây màu vàng đồng đây. Em mặc cái bạch kim mình coi thử ha. Đây. Trời ơi, mẫu này mua là em bảo đảm mấy chị xong cầm hàng hết hồn. Khui cái đồng ra là hết hồn liền. Không nghĩ là 300 mấy mà mua được cái đồng này đâu. Hàng như này shop khác bán mới chế đảm bảo trên 700-800 nha. Hàng chất lượng phải xịn lắm. Chất ánh kim coi giãn siêu cao. Chất đó ở ngoài bây giờ kiếm là giá hơi bị cao. Rồi em qua mẫu ha. Mẫu này 159.000, chút đơn cho em mã số 1551 chưa. Đồng này là không có về thêm nè. Tất cả các mẫu luôn, hết là về kiểu khác. Chứ không có hết là chờ may đâu mà hết là em may kiểu khác đó. Thành ra là thấy lô hàng nào có mẫu mình ưng thì mình đặt đơn liền nha. Kiểu là hết size nè, có 159.000 cái đầm sơ mi quá rẻ. Rồi đây, lên mẫu dầm dạ hội. Này đi tiệc cho em nha, lấp lánh nè. Lấp lánh lánh sao cho em luôn. Em mới về mấy cái ren cũng lấp lánh á. Đằng sau em có hai cái ren lấp lánh đó, cả nhà thấy không? Nè, cái trắng này với cái xanh này là đều có đính cườm lấp lánh đi tiệc. Rồi còn em mặc thì này sẽ là kim tuyến. Em này cái chất của nó là vải ánh kim ha. Là full hoa văn ở trên đầm, các chị xem ở đây đều là kim tuyến hết. Nè, 100% hoa văn trên đầm các chị xem ở đây đều là dệt bằng chỉ kim tuyến luôn. Ở ngoài nhìn lấp lánh hơn trên line nha. Trên line là nó bị dìm rồi đó. Đây, co giãn siêu cao. Em này dành cho những chị nào có số đo là từ 40 cho tới 70-75 cân luôn. Dễ không? Size lớn luôn ha. Rồi chị nào size to to tròn tròn người chốt cái này cho em liền. Thấy độ co giãn của nó chưa? Không có cái nào qua luôn á. Em là co giãn nhất rồi. Trong tất cả cái đầm ở đây thì cái chất ánh kim em mặc đây là cái độ co giãn to nhất. Không cái nào qua được cái này luôn ha. Ít mẫu size to lắm. Chị nào size to thì phải suy nghĩ kỹ đặt liền cho em ha. Chứ em không có nhiều mẫu size to đâu. Size dưới 65 thì nhiều lựa chọn, chứ size trên 65 thì chỉ có vài lựa chọn thôi. Nên là mình thấy cái nào có size của mình là phải chốt đơn liền. Rồi, đẹp không? 369k cái đồng này thì mấy chị thấy cái giá có rẻ không? Quá rẻ luôn á, thật sự so với chất lượng em này 369 là quá rẻ. Chất đẹp cho em nè, co giãn tốt ha. Mặc bên trong dịch mịn không ngứa, đi tiệc mặc bao sang.
cái này đi tiệc nha, đi tiệc chụp hình đi chơi nha, chứ còn đi làm cái này là hơi lố đó, tại vì vải ở ngoài đẹp lắm, nó lấp lánh cho em. Rồi chúc đơn 1592, 1592 cho em mẫu váy này nha. 70-75 cân, mặc đẹp, mặc vừa nè. 70-75 cân ha, độ co giãn siêu cao cho em luôn, form dài nè, đính ngọc trai, đầm lấp lánh là đẹp rồi, còn thêm hàng ngọc trai ở đây nữa ha, khỏi chê luôn. Sau lưng khóa kéo ạ, form váy dài, em có đây kèm hai túi. Đây em có màu vàng đồng nữa nè. Em có màu vàng đồng nữa nha. Đó, ai thích màu bạch kim thì chốt cho em cái đan mang. Bạch kim mã số 1592, 369.000 đồng. Em chào chị Trần Thư nha, chào các chị mới vào nè. Chị nào đang coi livestream mình à, chấm bài cho em ha, để không có bị ẩn ha. Hello chị Khánh nha. Rồi, muốn coi đồng nào phía sau thì cứ bình luận bên dưới cho em đi. Em lên mẫu mình ưng luôn cho nó dễ. Muốn coi mẫu nào phía sau em cứ để lại thông tin ha, có nhu cầu như nào cứ nhắn em mặc cho mình xem. Cái đồng này sang nha, chị nào mà đang cần tìm váy để mà mua đi tiệc nè, hay là mình đang có nhu cầu là mua làm quà tặng ha, đó, lấy cái này cho em tặng, chắc chắn người nhận không mê không được nha, không mê là không được. Em này nhìn ở ngoài đẹp hơn trên live, co giãn siêu tốt cho em, nhất là những chị size to, em nhắc lại size to rất ít mẫu nha, size to mà bỏ qua em này với lại cái vàng đồng phía sau em á, là một chút xíu là không còn cái nào co giãn hơn như vậy đâu. 369k chị Thu Hà chúc đơn ha, 1592 369, dạ hội 200 có đó không shop, dạ hội 200 giờ không hơi không không chị dạ. Màu đen hả, hay chị hỏi mẫu nào nè, em có cái dạ hội này đang sale 199 nè, nào màu đen, màu đen này em đang sale 199 nhưng mà lẽ sai chị ơi. Đây em có mẫu dạ hội này là đang sale 199k, phải chị Ám Dương hỏi mẫu này không? Nhưng mà cái em này nó chỉ còn size M nha, tức là dưới 50 cân. Đây, dưới 50-52 cân mẫu này, dáng dạ hội, dáng dài. Em sale chỉ có 199.000, giá nó cũng hơn 300. Bình thường mẫu này em cũng bán là 349.000, có điều hôm nay lẽ sai. Nó lẽ sai, nó còn mỗi size M thôi. Thành ra là em sale tri âm luôn, còn nhiều cái cuối là sale đó, 199k cho mẫu này. Đây chị phải cái này không? Hay là cái nào? Tại vì em cũng còn mấy cái dạ hội nữa nha. Nhưng mà 199 thì chắc là mẫu này rồi. 199 cao mẫu này phải không chị? Hay là cái nào đây? Em không biết chị hỏi cái nào nè. Mẫu dạ hội màu nâu. Màu nâu hả? Cái đó là màu vàng đồng á chị yêu ơi. Em lên thử nha. Không phải nâu đâu. Nè, màu vàng đồng á. Nó y chang cái em mang, nó khác họa tiết một xíu, khác màu một xíu nha. Còn về form, về form, về chất thì là giống nhau ha. Đây em lên vàng đồng, em nói hai màu này màu nào cũng đẹp nha, lựa một trong hai cũng được, hoặc lấy luôn cả hai cũng ok, tại vì cả hai đều đẹp, màu nào nó cũng đẹp hết trơn á. Thích sáng thì lấy màu bạch kim đó, còn thích phổ biến thì lấy cho em màu vàng đồng ha, tùy thôi, tùy gu mỗi chị thôi. Em thấy màu nào cũng đẹp rồi. Đây vàng đồng chị ơi, vàng đồng 1603 phải không, lên là màu nào cũng đẹp hết trơn á. Đây màu vàng đồng cho em mã số là 1603. 1603 thì hôm nay em còn à, vẫn còn 4 size cho mình lựa chọn ha. Đó, cũng 75 cân giống như cái vừa rồi luôn. Từ 40 cho tới là 75 cân mặc được nha. Co giãn cao ha, nhắc đến co giãn là phải nhớ cái chất liệu này. 1603 369. Quá rẻ luôn á. 369 là em thấy là em bán chỉ có 1/2, 1/3 giá thị trường thôi đó. Chị nào bỏ qua là lần sau, đợt hàng tiếp theo thì em chưa chắc là đã có về thêm dạ hội hay cái chất này, nên là mình cứ thấy đợt nào đang có thì mình đặt luôn. Chứ nhiều khi mấy chị thấy không, qua 2-3 đợt hàng luôn, không có về cái chất ánh kim co giãn. Nhiều khi khách chờ hoài không có. Đó, bây giờ đang có sẵn mình mua về, bỏ tủ có dịp đi đâu lại lấy ra bọc thôi. Chứ còn mà đợi khi nào đi đâu có dịp mới mua thì chưa chắc cái lúc đó là có hàng của mình ha. Này mấy cái này không có lỗi thời, không bao giờ lỗi thời mấy cái em đi tiệc này đâu mấy chị ơi, sang lắm. Đây, và bạch kim. Bạch kim bây giờ mình coi lại nha. Bạch kim là 1592, ok chưa, đính hàng ngọc trai phía trước. Rồi bây giờ qua cái em mặc nè. Em mặc là màu vàng đồng, cái form y vậy luôn ha, kiểu y chang. Khác cái kim hoa văn cái màu xíu. Này, hoa văn em này. Rồi, cũng có hàng ngọc trai nè, đồng này cũng có túi hai bên cho em luôn. Xuất sắc chưa, co giãn siêu cao. Cũng form dài tới cổ chân, nói chung em nào cũng đẹp hết. 369 ngàn đó chị Trinh Kiều ơi, rẻ mà.
Trời ơi, dạ hồi 369 em cho cái gì tìm luôn, mỏi mắt không có. Cái thứ hai, bảo đảm váy này bên em may, tem mạc nhãn mát đầy đủ cho mình luôn ha. Nhận hàng là mình được dạ kiểm tra trước thanh toán luôn nè. Đây, giống mẫu mặt không, này là 2X. Trên tay em đang cầm là size 2XL, là cái size khoảng tầm 70 cân mấy chế mang vừa đó. Tem mạc nhãn mát đầy đủ cho em, như vậy mà còn lo gì mấy chị ơi nè, size 2XL nha em. Táo ca mạc giấy, mặt vải gì cũng có đầy đủ luôn ha, sau lưng khóa kéo nè. Đó, ngọc trai nè, xịn chưa? Chốt đơn liền, ha, chốt đơn liền mẫu này về cho em đi tiệc nha. 1603 sẽ là màu vàng đồng, 70-75 cân nha, size to đó. Một chút xíu em lên mấy cái khác là dưới 65 thôi. Còn ai 70-75 cân là phải chốt cho em cái này liền, có túi. Dạ hội form dài, chất ánh kim, co giãn cao, lấp lánh nữa. Toàn bộ đầm sẽ là hoa văn kim tuyến cho mình đây, full đầm là kim tuyến. Ở ngoài nhìn lung linh hơn ở trên like á, ở ngoài đẹp hơn nha, trừ hao cho em. Trên like đẹp một, bên ngoài phải đẹp gấp 2, gấp 3. Chị Ánh Hoàng ơi, 70 cân lấy cái này cho em size 2XL nè. Mặt bên trong em dệt mịn cho mình không ngứa nha. Cái mặt trong là nó có dệt mịn cho mình rồi, không bị ngứa nha mấy chị ơi, yên tâm. 1603 cho em ha. Rồi em lên cái đầm mà, em lên cái đầm vest hồi nãy em định mặc nha. Cái này còn rẻ không ác nữa nè. Cái này còn giá và nó là hết hồn luôn. Một cái đầm vest nha, đủ size 150. Đó, nhà em thì nhiều đầm nhiều giá lắm. Nói chung là mình cứ thấy cái nào hợp gu mình chốt thôi. Ôm xòe suông gì cũng có hết trơn á, dáng ngắn dáng dài gì cũng có nha. Rồi, chị nào săn sale thì săn cho em cái mẫu này. Săn sale mà không săn cái đầm này là thiếu sót nha. Vét cho em mà có 149.000 hả. Cái chất nó mát mà nó mứt ruột luôn. Đây, 1496. Em này mà bỏ qua là trời đất ơi. 149k cho em nè, đẹp không? Form này nó hơi xè nhẹ chữ A thôi, nên là dáng nào mình mặc cũng được nha. Đầm này em sẽ có size cho mình là từ, để khoan em kiểm tra coi có hết cái size nào chưa. Rồi, 40-65 cân, 40-65 cân nha. Giảm dương dạ hội 520k. Không chế ơi, rồi cái này em sale rồi. Cái này em sale rồi, tại shop em bán là 550. Ở ngoài 500 mình còn chưa mua được một cái nữa. Trên like 500 sao mua được hai cái chị? Không có được nha. Dạ hội em sale rồi, 550 tại shop. Em trên like sale có 369.000 thôi mấy chế ơi. Em đã giảm hết mức rồi, không cần cái chuyện nói, em cũng đã giảm giá cho mình rồi ha. Đó, em bảo đảm với mình luôn, 369.000, à quên, à đúng là 369, 369.000 đồng em bao với chị luôn, không có cái thứ hai nha, không có cái thứ hai đâu. Đây, mình tìm ở ngoài cho em đi, không chỗ nào có, tại vì hàng nhà em may, nên là không có đụng hàng và tiền ngoài không có. 369 là có một nửa phần hai giá thị trường thôi đó, phần ba luôn á, bảo đảm biết dễ luôn, yên tâm về cái chất lượng nha, chất siêu đẹp cho em nè. Đó, nhiêu đây, 300+ ra ngoài là mua vải thôi, chưa có tiền công may đâu, ngọc trai nè. Đẹp, khỏi là một từ là đẹp cho em thôi. Rồi em mặc đây mã số gì ạ? 1496. Mẫu này em sale giá là 149 nè. Đầm này sale 149k cho em ha. Chất mango gân nha cả nhà ơi. Có hàng cúc phía trước, có một hàng cúc ở phía trước cho em nha. Xin học, màu đẹp ha. Cái màu này nó kiểu nhẹ nhàng á, cam cam be be. Cam cam be be, không có kẽm da nha. Cúc này là em trang trí thôi, không cần phải tháo. Còn khi nào mặc thì kéo khóa sau ha. Rồi 1496, đầm này em sale 149.000 đồng nha, 149k. Chỉ là tính chốt đơn cho em mã số này là 1496 kèm số điện thoại nha, 149.000. Rồi 149.000 đồng cho em ha. À, giảm dư muốn mua dạ hồi rẻ hơn thì mình lấy cho em cái xanh này đi. Cái xanh này của em giá rẻ hơn nè trẻ ơi, cái xanh này là 229k cho em. Đây. Cái xanh này là 229k cho em dạ hội von. Dạ hồi chip phone, dạ hồi chip phone em này không có kim tuyến nha. Nó chỉ có họa tiết ở trên đầm thôi. Đây, em này 229.000 đồng. Đó, 500 chế mua dư hai cái này luôn. Hai cái này chưa tới 500 nè chế ơi, đổi qua cái này cho em đi. Hai này giá ok, rẻ hơn. Riêng mà rẻ hơn nhưng mà chị thấy không? Nó không có kim tuyến nha, nó sẽ khác nhau. Đây, cái này thì giá mềm hơn nè. 229 thì có bộ này cho em ha.
Đợi xíu em mặc cái này cho mình lựa luôn, thử coi cái nào thích hơn thì mình chốt nha. Em mặc thì là mẫu này đi chơi được nè, đi làm, đi tiệc mà cũng xinh luôn. Kiểu nó đơn giản mặc sang, không có lỗi thời. Màu này cũng không hề kén da đâu. Rồi chốt giúp em đầm này mã số là 1496 ạ. 1496 em có đủ size nha. Em mặc là size M. Em mặc là size M là eo dưới 70 ha. Tùy số đo mỗi chị sẽ có size tương ứng ạ. Rồi lấy đầm em mang. Lấy đầm em mang chốt đơn mã số này là 1496 nha. 1496 kèm số gem. Cái này là săn sale mà là phải săn cái này nha. Đã mang tiếng săn sale là phải săn cái đầm này cho em. 350 giảm còn có 149.000 mà là hàng full size. Không phải lẻ size nha, full size luôn mà em cũng sale cho mình đó. Màu dễ thương lắm. Nhẹ nhàng thôi, không có bị là tươi nổi quá mức đâu. Rồi qua cái dạ hội nha. Dạ hội vải vải chiếc phong đi. Em này màu xanh cũng rất là dễ thương. 1312 cho em. Đầm đẹp sale 229 nè. Đây, giá mềm hơn, vẫn đẹp đúng không? Tùy gu mỗi chị thôi. Em thấy mẫu này thì nó cũng đẹp. Rồi, sale luôn mẫu này 229. Chỉ là nó không lấp lánh thôi. 1312 cho em ha. Dạ hội tay leo và chiếc phong nè. 229k cho em mẫu đầm này. Còn 3 size đó. Khoan em kiểm tra chắc cứu nè. Rồi hai size rồi mấy chị ơi, thấy không? Thấy không? Em lên mẫu nào mấy chị cũng thấy nó có lẽ size hết trơn rồi. Em này hôm qua là 3 size. Hết một ngày giảm xuống còn hai size, tình hình là chắc ngày mai ngày mốt là hết luôn. Em còn ML thôi, hai size cuối cùng cho em. Eo tầm 75 76 độ về mặt xinh ha. Giá sẽ là 229. Quá rẻ. Dạ hội mới có 229k. 229k cho em cái đầm này luôn. 229k nha, phao nè. Xe dài cho em tới cổ chân nha. Em cao mét 60, có túi luôn. Tay le le. Tay le le cho em hai chiếc vò, chiếc vải chiếc phông mắt mềm mặt mát. Họa tiết của nó sẽ là màu cam cam vàng vàng. Đó, có túi. Chất mềm nha, may kèm hai túi tiện lợi cho mình luôn. Rồi ai thích mặc dài để nguyên cho em, thích ngắn thì mình lên like ha. Size bao nhiêu em? Dạ ML khoảng 55-57 cân. Hai size ML khoảng 55-57 cân cho em mình chốt nha. Mã này sẽ là 1312. 1312 nha, 229 nè. Đó, lên đơn nha, em này dễ thương lắm. 1312 nha, sale luôn sẽ là 229.000 đồng. Chị nào 55 cân quay đầu cho em mình chốt nha. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán ạ. Ok chị Lan Hương, có em có thấy đơn hàng của mình rồi. Chị Diệu ơi, chất liệu này nó không có độ co giãn cao nên là mình sẽ không trừ hao được ha. Không có chịu hao được nha. Cái này là chị dưới E76 đi, E76 cho em ha. Còn cái kia nó mới co giãn, cái này không có co giãn bằng đâu. 1312 nha, 229.000. Rồi chị Ánh Dương ơi, cho em số điện thoại, bên em sẽ tư vấn size cho mình nha. Cũng như là sẽ xin địa chỉ để mà giao hàng ha chị. 229 màu xanh, em có màu đen. Màu đen thì em lại còn size bé và size M thôi. Đây, chế nào mặc vừa size M thì chốt luôn cái đen 199 thôi. Cái đen còn size M thì em xả luôn 199k cho mấy chế luôn. Đây, em qua mẫu. Đầm màu xanh là 1312 nha, xanh là 1312 nè. 229.000 đồng size M, size L, hai size cuối. Màu đen thì em chỉ còn size M nên là giá mềm hơn ha, 199k. Màu đen size M nha, 199k cho em, đen là 1313. Rồi, màu nào cũng đẹp phải không? Em nói màu nào cũng đẹp hết trơn á. Form là form xòe dài luôn, dáng dạ hội sẽ dài tới cổ chân. Rồi, đen thì size M, eo tầm 70-72 cho em nha. Đen hết size to rồi. Đó, ai vừa size M không? Em giảm luôn 199.000 nè. Ai vừa size M em giảm luôn 199.000 luôn ha. Size M 50-52 cân đổ về nha. Đó, chị nào size M chốt luôn cái đen về mặt luôn. Rồi bình thường em bán bộ này là 349. Bình thường cái dạ hội này là 349 nè. Mà hôm nay sale có 199k luôn á. Quá rẻ. Rồi màu đen, cái tay nó cũng le luôn ha, y chang. Cái kiểu là y chang á, nó chỉ khác cái màu nè. Họa tiết cũng giống nhau, khác cái màu thôi. Rồi 1313 cho em sẽ là màu đen. Nóng quá nóng. 1313 cho em là màu đen. Chị Tha nhí cạnh cái đỏ. Cái đỏ, nhí cạnh cái đỏ hả?
nhí cạnh cái đỏ. Phải không? Ý chị hỏi là cái nhí cạnh cái đỏ hả chị, hay là cái nào ta? Hoa nhí cạnh cái đỏ. Đỏ sao em thì đâu có đỏ, đâu có cái nào đỏ đâu. Cây hả? Cái này là beo nha chị yêu ơi nè. Em này là váy da beo, vậy là hoa nhí nha. Em này là sơ mi beo sấp ly. Ở trên xà đúng chị Ánh Dương ơi, phải cái này không? Đầm này là sơ mi beo sấp ly cho em ha. Sơ mi beo sấp ly nè. Đó, vậy là hoa nhí, em này là họa tiết beo nha. Đó, nhí thì em sẽ có cho mình là cái... Đây là hoa nó nhỏ nhỏ nè, sơ mi nè. Sơ mi này hoa nhỏ nhỏ nè, cái dạ hội hả? Gần cái dạ hội. Ủa em có cái nào hoa nhí gần cái dạ hội phía sau này chị thấy nè. Đằng sau em chị có thấy cái nào hoa ở trên xào hay là trên tường chị? Trên xào hay là trên xào hay là trên tường? Cho em xem cái màu đi nha, nhắn em cái màu đi. Tại vì trên xào em để là khá là nhiều đồ, không biết chị thấy cái nào hay là cái này. Cái đầm này thì là văn tâm nha. Em này là văn tâm nha cả nhà ơi, văn tâm màu nền đen họa tiết ha, rất là xinh. Đó, rồi. Em mặc đây mã số, em mặc đây mã số là 1313 nha. Hoa đen. Phải cái em mới cầm không? Đây đúng không? Hay là này, đây là bi nha. Em này là bi trẻ ơi, đầm này chấm chấm bi. Rồi, nếu mà đen thì cái này là chấm bi nè. Còn cái này nè, cái này là văn tâm nè. Đó, chị muốn coi cái nào. Ở trên xào thì hết hoa nhĩ rồi. Có cái da beo. Rồi, thế là đây là đen trơn, cái này là sơ mi. Đó, cạnh đó thì chỉ có vậy thôi, cái bi nè. Cái nào chị ơi, cái bi hay là cái văn tâm nè. Rồi, em mặc đây là 1313, mỗi này size M nha, eo 72 thôi. Chốt giá là 199.000 đồng, quá rẻ. Lên đơn cho em mã này là 1313 kèm cho em cái số điện thoại ha. 1313 kèm số cho em ạ, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha. Xinh lắm nha, tiếc ghê, hết size to rồi. Em này là còn size M thôi đó. 50 cân quay đầu cho em mặc xinh nha. 50-52 cân quay đầu mặc xinh. Rồi, lấy mẫu nào chốt đơn cho em mã kèm số ha. Nhà em sẽ tư vấn size trước khi giao và kiểm hàng trước thanh toán cho mấy trẻ luôn, yên tâm chưa? Không lo nha. Livestream sao là nhận hàng cho em giống như vậy. Rồi, lấy mẫu nào bình luận bên dưới cho em ha. Cái nào ở chị Ánh Dương ơi, bình luận lại cho em đi. Cái bi hay là cái sơ mi hoa, hay là cái văn tâm nè, hay là cái beo. Đó, kế dạ hội là có mấy mẫu này thôi hả. Chị muốn xem cái nào để em lên cho mình nè. Rồi, đầm em mặc đây mã số là 1313 nha. Mẫu này thì em sale là 199 á, 199.000 đồng. Em lên cái văn tâm này trước nha. Cái văn tâm này của em cũng sale có 199 à. Nhưng mà nó còn size M với L thôi, hai size cuối M L. Giá rẻ ha, 199.000 cái đầm von xòe đi chơi cũng được luôn. Đây, 1581 nha, von tâm. Von tâm von xòe. À, cái bi rồi, vậy sau cái này em lên cái bi chị xem đợi em chút nha. Mẫu này em mặc cỡ 1 phút thôi tại nó cũng lễ size. Đây, 1581 cho em là von tâm dáng đầm xòe 2 lớp. May kèm túi em này cái màu nó nhẹ nhàng lắm. Em này là gu mấy chế thích nhẹ nhàng, nhã nhặn thôi, không thích cái màu tươi nổi thì chốt cái này cho em. Xòe dài cho em cũng ngang tầm bắp chân ha, 199.000. Em này còn hai size luôn, ML, lễ size rồi. Mỗi này em về là cũng cháy hàng đó. Tại với cái màu nhẹ nhàng như vậy là đa số chị nào cũng mặc được á, nên là nó cũng hết hàng nhanh. 199k cho em đồng này ha, văn tâm, cổ tim, tay ngắn, phong đầm xòe nhẹ nhàng, xinh chưa? 350 đây sale còn 199 luôn á. 350 hôm nay shop sale còn 199.000 đồng thôi. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha. Lên đơn cho em mã kèm số nè. Lên đơn cho em mã kèm số nha cả nhà ơi. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn ạ. À, đây cái bi. Cái bi này cũng còn hai size chị Ánh Dương ơi. Bi này cũng cháy hàng luôn. Đây cái bi này cũng còn hai size luôn, M với L luôn, chị Dương vừa không? Chị Ánh Dương vừa cái đầm này không, em cũng còn size M với size L luôn. Bi này cũng hết size to rồi, dễ thương lắm, xòe tầng. Mẫu này xòe nhiều á, xòe rộng luôn á. Cái bi là xòe tới 3 tầng rộng nha. Rồi đợi em xíu lên cái bi mình coi thử nè. Bi đó cũng là văn tâm luôn. Đầm bi này cũng là chất văn tâm ha. Em cũng may cho mình là cái dáng xòe dài 3 tầng nha cả nhà. Đây. Trời ơi, best seller nhà em, khách quen là hầu như ai cũng có rồi. Mới nè, hay là ai chưa có cái này chốt luôn cho em. Còn đúng hai size cuối cùng, xe tầng nha. Em này là xe 3 tầng.
xè 3 tầng mà nó có. Thấy chưa mấy chị ơi, coi livestream được chưa? Đúng mạng rồi nè. Rồi. Em này của em cũng còn hai size cuối là ML cũng xè 3 tầng nha. Cái bi 2 tầng thôi. Cái bi này nó 3 tầng chị ơi. Cái bi này nó 3 tầng. Không có bi 2 tầng, em chỉ có bi trơn. Bi trơn được không nè, chị không thích tầng để em có cái sơ mi này nè. Nếu mà chị không thích tầng nha, đây. Em có cái sơ mi này, nó sẽ chiết từ eo và nó dài suông dài. Nó suông dài xuống phía dưới này ha, thì sẽ là cái sơ mi. Sơ mi thì không tầng nè. Đó, chị thích mà xè trơn thì cái sơ mi thì chỉ có chiếc eo rồi xè dài bên dưới thôi, một tầng như vậy. Còn em mặc thì nó 3 tầng nha. Đó, em mặc đến là 3 tầng ha cả nhà ơi, 3 tầng cho em thì cái này mã số là 1578. 1578 cho em mẫu này nha, 239.000. Em này sẽ còn hai size ML, em sale luôn là 239 á. Đó, chị đã thích bi em mang nha, xè nhiều xè rộng nè. Thì rất là rộng luôn á, tầng như vậy mà còn xè rộng như vậy chê. Trời ơi bao nhiêu tiền vải. Có 239k cái đầm bi này luôn. Cổ nè, vuông tim nè, 239.000 em bao giá luôn á. Thiệt, tiền vải thôi là bao nhiêu rồi mà em may thành phẩm luôn. Đẹp chưa, xè cho em ha, không có lo kén dáng đâu. Mẫu này dễ mang á, tròn người ha, ốm người mà cũng đẹp. Em này che khuyết điểm tốt nè, eo cao, xè che bụng rồi. Nhưng mà hôm nay đã lẽ sai. Tiếp đó là hôm nay lễ size, đây là eo khoảng tầm eo 75-76 thôi. Eo tầm 75-76 cái đầu cho em mặc xinh ha. 239.000 nha. Lấy bi em mang chút 1578 nè. Lấy bi em mang chút 1578 kèm số nha cả nhà ơi, 239k. Quá rẻ luôn, thích bi lấy cái này cho em liền. Còn cái sơ mi nữa, sơ mi cũng là bi nhưng mà cái họa tiết bi nó nhỏ hơn cái em mặc nha. Nè, cái bi nó khác nhau hai mấy chế. Cái bi em mặc là bi cách điệu nha. Đó, còn cái bi này là bi mini nè, thấy không? Bi nhỏ 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 nè. Khác nhau nha, cái có cổ, cái không có cổ. Em mặc là không có cổ nha, 1578. 1578 kèm số cho em hai cả nhà, đang sale giá là 239.000 đồng, em còn hai size. Em còn hai size cuối là M với L nha. Hai size cuối ML sale luôn là 239k. Rồi chị yêu nào chưa có mẫu này thì lại thông tin cho em ở phía dưới ha. Shop sẽ giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho mình xem trước nè. Rồi không thích tầng em lên cái sơ mi cho mình coi nha. Đó chứ cái này là nó 3 tầng em đâu có cắt bớt được đâu. À không, mấy mình cắt bớt cho em 3 tầng nha, tích 2 tầng về nhà cắt bớt 1 tầng cho em được không. Nhưng mà cái này cắt uổng lắm mấy chế, form nó đang đẹp. Này để nguyên 3 tầng đi ha. Còn không mà lấy cái kia xè trơn đi. Chứ em này là lên like uổng lắm. Rồi, qua mẫu nha, lên cái sơ mi nè. Sơ mi này là dạng maxi đó. Form này là dài tới gót luôn. Em mét 6 mặc tới gót luôn. Này, em có mặc rồi nè. 1563 nha, sơ mi dáng dài. Này là tiếng trước em có mặc lần rồi nè. Chị nào mới vô thì đây coi nha. 239 luôn. 239.000 luôn, bằng giá cái bi tầng luôn. Nhưng mà em này là xè trơn. Đó, không thích tầng thì lấy cái này cho em ha. 1563 đầm này cũng còn 2 size. Đó, thấy không, lẽ size quá trời rồi mấy chế ơi. Có mấy cái mới về thì full size nha. Còn lại mấy cái mà đã một đợt trước rồi. Đó, đã về khoảng tầm 2 tuần thôi. Một tuần thôi là cũng đã cháy đơn rồi. 239.000 đồng. Rồi, 1563 cho em. 1563 em này chất von nha. Em này chất von còn 2 size cuối ML. Chất von em còn 2 size cuối ML. Đó cũng 239 cho mấy chế lựa chọn giữa hai mẫu luôn. Hai cái này là bây giờ là còn đều giống nhau là lẻ size, chỉ còn ML. Giá bằng nhau 239, chỉ có cái là nó khác kiểu. Đó thì mình coi thích cái nào ha, mình hợp kiểu nào thì mình chốt đơn. Ai thích có cổ thì lấy cái này. Thích có cổ sơ mi thì chốt cái của em, form nó dài hơn. Cái sơ mi là form nó dài hơn và nó không có xè tầng nha. Đó, còn cái không cổ nè thì cái này nó xè nhiều hơn, nó xè 3 tầng nha. Giá nó ngắn hơn một xíu. Đó, tùy nha, tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi chị thích cái nào ha. Rồi, sơ mi là 1563, sơ mi 1563 cũng vậy, 239. Cũng lẽ sai luôn. Cũng lẽ sai nha mấy chế ơi, 57 kênh quay đầu ha, 57 kênh quay đầu cho em, mình chốt đơn cho em. Mã số là 1563 kèm số cho em ha, 1563 kèm số, đẹp không? Đẹp không, em này không đẹp không lấy tiền nha. Form xè nè, form xè dài nha, sau lưng xè là khóa kéo.
Đó, mét 60 em mặc là sẽ dài tới cổ chân như thế này luôn. Trời ơi, ai thích dài là phải chốt cái này. Thích dài để Nguyên thích nhắn lên like ha. 1563 là sơ mi tay lỡ hả? Được chị, lên like được, không có phong đồng đâu. Em mặc thì em thích nó dài nên em thấy cái này đẹp. Còn ai thích ngắn hơn thì em mình lên like cho em. Ngang bắp chân nè, ngang gối nè, tùy nha, tùy vào mình thích ngắn hay dài. Đó, bên trong em này cũng sẽ có lót cho mình đây. Mấy chị yên tâm hai lớp cho em. 1563 chút chị Ngọc Hà. À, 2XL, eo bao nhiêu em? Eo đầy... Em này hết 2X rồi. Cái đồng của em size 2X em nó rơi vào khoảng tầm là eo 86 nhưng mà hết 2X rồi. Em chỉ còn 2 size ML thôi chị ơi, 1563 lẻ size 239, hôm nay chị còn size dành cho những chị yêu nào dưới 57 cân nha, hết size lớn. Bi em mặc hết size lớn rồi, thấy không mấy chị ơi, đồng đẹp lẻ size rồi. 1563 239.000 đồng. Rồi, chị nào chưa có mẫu bi của em thì mình đặt luôn ở bên dưới nha. Shop sẽ tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình nè. Lấy bi sơ mi chút 1563. Những cái kiểu đầm mà nó có cổ như vậy là mấy chế yên tâm che mặt đi đâu cũng được luôn. Vừa đẹp mà lại còn sang trọng lịch sự nữa. Đi chơi nè, đi làm nè cũng được luôn ha. Hay là mấy chế đi du lịch đó nha. Chuẩn bị mà đi chơi du lịch lấy mấy cái dáng dài cho em. Không có sợ nắng. Lên hình nó đẹp và cũng không sợ nắng luôn. 239.000 đồng. Ok, chị Huệ có đơn nè. Rồi chị Hoàng nha. Eo chị là 72, bận size mấy? Eo 72, mẫu này chị thích mặc vừa ôm luôn thì lấy size M nha. Kiểu như là nó vừa ôm luôn nha. Còn thích mặc cho nó rộng rãi, thoải mái thì mình lấy size L giúp em nha. Tại vì eo dưới 72 là size M. Còn eo từ 72 đến 76 là size L nha. Tùy mà thích mặc rộng hay là ôm. Giá sẽ là 239.000 đồng. Rồi chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận liền cho em ở phía dưới nha. Mã kèm số cho em nha cả nhà. Mã kèm số cho em ha. Tranh thủ nha. Chỉ nào vào trễ mình bấm thích trang bên em đi ha. Bấm theo dõi trang để khi nào mà em live stream nó sẽ có thông báo tới cho mình. Chứ còn mình chưa bấm theo dõi thì nhiều khi ngày mai cái quên mất tên shop. Mày mốt muốn mua hàng cái ủa quên mất hôm bữa cái shop đó live stream là tên gì. Đó, không lại không biết đường tìm đúng không? Lạc mất nhau nữa. Nên các chị bấm theo dõi trang của nhà em đi. Bấm theo dõi là không có tốn tiền. Khi nào mình mua đồ mới tốn tiền ha. Cứ bấm theo dõi trước. Đó, xong rồi có nhu cầu điện vô mình xem live mình đặt đơn cho em ha. Nhà em thì sẽ live stream hàng ngày cho mấy chị yêu luôn. Tối nay cũng sẽ có một bài live stream nữa. Tối nay khoảng tầm là 6:30 sẽ có một bài live stream trực tiếp cũng tại trang xinh xinh shop luôn. Đó, chị nào muốn coi live trực tiếp thì vào live tối giúp em ha, cũng là em sẽ giới thiệu sản phẩm cho mình. Đó, còn bây giờ thì em sẽ kết thúc live stream tại đây và hẹn gặp lại các chiêu và live stream sau nha. Chúc các chị buổi chiều được là vui vẻ nè. Nhớ bấm thích trang nha. Khi nào em live stream là thông báo là vô coi liền. Rồi, em chào tạm biệt các chiêu ạ.